Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 42. Người xưa có câu quân tử thích tiền tài, thu dùng theo đạo lý, tuy Dương Bách Xuyên rất muốn Huyền Mộc Linh Nhũ, nhưng anh có nguyên tắc của mình. Và lại thân đồ Thành Cương tin tưởng anh như vậy, anh không thể làm kẻ tiểu nhân khiến thân đồ thiệt thòi. Dương Bách Xuyên kìm nén không nhận Huyền Mộc Linh Nhũ, nói với thân đồ Thành Cương, thân đồ đạo hữu, chắc hẳn ông không biết linh dịch thạch nhũ trong tay ông không phải dịch thạch nhũ bình thường, mà là Huyền Mộc Linh Nhũ, giá trị của nó cao hơn linh dịch thạch nhũ bình thường gấp mấy chục lần. Huyền Mộc Linh Nhũ sinh sôi ở nơi có linh khí nồng đậm, lại thêm tinh hoa linh mộc và thạch nhũ tự nhiên nuôi dưỡng mới có thể tạo thành Huyền Mộc Linh Nhũ, cực kỳ hiếm có. Thứ này quá quý giá, mặc dù nó có ích với tôi, nhưng tôi không thể nhận được. Nếu ông thật sự muốn tặng tôi thì đợi tôi chữa khỏi cho Lệnh Lang cũng không muộn. Hai mắt thân đồ Thành Cương sáng ngời. Ông ta nhìn Dương Bách Xuyên, cười ha ha đến là sảng khoái. Lọ linh dịch này do ông ta tự tay thu thập, đương nhiên biết giá trị của nó, vì vậy ông ta dùng nó đổi lấy cỏ tinh hà. Mặc dù ông ta không biết đây là Huyền Mộc Linh Nhũ, nhưng cũng biết nó không phải dịch thạch nhũ bình thường, giá trị rất lớn. Nghe Dương Bách Xuyên nói xong, thân đồ Thành Cương biết là mình không nhìn nhầm người, trong lòng càng thêm tin tưởng và coi trọng anh. Ông ta cười sang sảng nói, không cần nói nữa, chỉ dựa vào việc Dương môn chủ chân thành nói cho tôi biết đây là Huyền Mộc Linh Nhũ cũng đủ thấy thân đồ Thành Cương này không nhìn nhầm người, cũng không tin nhầm người. Chúng ta nói rồi đấy, cho dù cậu không chữa khỏi kinh mạch cho con trai tôi, thân đồ Thành Cương này cũng công nhận người bạn là cậu. Chỉ là một lọ linh dịch mà thôi, dù đáng giá cũng không sánh bằng tấm lòng chân thành của Dương môn chủ. Tôi tặng cậu linh dịch thì cậu cứ nhận lấy, thân đồ đi trước. Thân đồ Thành Cương dứt khoát nhét linh dịch cho Dương Bách Xuyên rồi xoay người rời đi, đến nơi tập kết của Côn Luân tìm Hoa Phi Sa. Dương Bách Xuyên cầm Huyền Mộc Linh Nhũ nhìn theo bóng lưng thân đồ Thành Cương rời đi, khóe môi ngậm cười, lẩm bẩm nói, Dương Bách Xuyên tôi cũng công nhận người bạn là ông. Sau đó anh nói với Thiên Tuyệt, chúng ta cũng đi thôi, mọi người chăm sóc thân đồ Thạch chu đáo nhé. Trong lều lớn ở nơi tập kết của Vân Môn, Dương Bách Xuyên dặn dò đám hộ pháp Thiên Tuyệt không được cho bất kỳ ai đi vào. Anh chuẩn bị luyện đan, lò luyện đan thái thượng ở trong bình càn khôn, nếu tùy tiện lấy ra thì không biết phải giải thích với người khác thế nào, cho nên đóng cửa luyện đan là chuyện cần thiết. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên không trông cậy vào thân đồ Thành Cương có thể lấy Hoa Phi Sa từ Côn Luân, còn định tự ra ngoài tìm Chiêm Khánh Nhân. Ai ngờ tốc độ của thân đồ Thành Cương rất nhanh, chưa tới nửa tiếng đã trở về. Thành công lấy được Hoa Phi Sa từ Côn Luân. Chuyện này khiến Dương Bách Xuyên phải nhìn thân đồ Thành Cương bằng cặp mắt khác. Phải biết rằng tán tu không được tông môn lâu đời chào đón, vậy mà thân đồ Thành Cương lại lấy được linh dược từ Côn Luân, chứng tỏ ông ta rất có thể diệt. Danh hiệu tán tu tà vương của ông ta đúng là danh bất hư truyền, dù sao cũng là người có thực lực, võ cổ giả tiên thiên tầng 9 cao cấp hiếm hoi, có lẽ Côn Luân nể tình thực lực của thân đồ nên mới cho ông ta linh dược. Nói chung là Dương Bách Xuyên đã có đủ linh dược luyện chế hai loại đan dược là đan kinh mạch và đan thiên nguyên. Thành phần chính của đan thiên nguyên là Huyền Mộc Linh Nhũ, anh đã có trong tay, có thể luyện chế bất cứ lúc nào. Nhưng anh muốn luyện chế đan kinh mạch trước để điều trị kinh mạch cho thân đồ Thạch. Dương Bách Xuyên vung tay lấy lò luyện đan thái thượng và linh dược cần thiết trong không gian bình càn khôn ra, nhanh chóng tiến vào trạng thái, bắt đầu luyện đan. Đan kinh mạch rất phổ biến ở tu chân giới, nhưng ở trái đất là vật hy hữu, dù có linh dược cũng không có công thức luyện đan, nhưng trong đầu Dương Bách Xuyên có hàng trăm hàng nghìn công thức luyện đan. Có một sư phụ lợi hại tương đương với sở hữu một kho báu. Sau khi lấy ra tất cả linh dược, Dương Bách Xuyên mở lò luyện đan, nhóm chân hỏa, thuần thục bỏ từng cây linh dược vào lò luyện đan. Đến nay thuật luyện đan của Dương Bách Xuyên không còn lơ mơ không biết gì như hồi trước. Anh đã có chút thành tựu trên con đường luyện đan. Hơn nữa, tu vi và tinh thần lực của anh đã thăng cấp, hiện tại thời gian luyện hóa một cây linh dược cũng rút ngắn. Nửa tiếng sau anh đã tinh luyện xong toàn bộ linh dược, trong lò còn lại tinh chất nước thuốc. Sau đó, anh tiến hành từng bước, khống chế độ lửa theo ý mình, chẳng mấy chốc đã đến công đoạn cuối cùng là thành đan. Đúng lúc này, trong đầu anh đột nhiên vang lên giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà, tiểu tử thúi. Con có thể thử thêm một giọt nước sinh mệnh vào đan kinh mạch. Con muốn cứu thân đồ Thạch thì nước sinh mệnh là một tầng đảm bảo tuyệt vời. Nghe sư phụ nói vậy,
Dương Bách Xuyên thoáng ngẩn ra, như vậy cũng được sao? Thật sự là anh chưa từng nghĩ đến việc bỏ thêm nước sinh mệnh vào luyện đan. Có gì mà không được, luyện đan sư siêu cấp trên đời có thể luyện vạn vật thành đan dược. Thậm chí xét ở một phương diện nào đó, nước sinh mệnh tràn trề sinh cơ mạnh mẽ, theo lý thì nó phù hợp với mọi đan dược, đương nhiên là ngoại trừ đan độc. Còn có thể thử xem, chưa biết chừng có thể nâng cao phẩm cấp và công hiệu của đan dược, có thu hoạch ngoài sức tưởng. Tóm lại là chuyện tốt, Vân Thiên Tà nói trong đầu Dương Bách Xuyên. Vậy con thử nhé. Có thành công hay không thì cứ cử đi, không có gì là không thể. Hãy nhớ trên con đường tu chân, kẻ tu đạo xuất chúng đều là người sáng tạo, cao thủ siêu cấp trên thế gian không phải là không có ai tự nghĩ ra thần thông công pháp các thứ. Tuy rằng sáng tạo rất khó, nhưng kết quả nhận được cũng vượt xa tưởng tượng. Lão già à, người nói vậy làm con cũng động lòng đấy. Nói xong Dương Bách Xuyên thầm niệm trong lòng. Lấy một giọt nước sinh mệnh từ trong không gian bình càn khôn ra rồi bỏ thẳng vào lò luyện đan thái thượng. Một khắc sau, lò luyện đan thái thượng phát ra một tiếng vang trầm đục. Dương Bách Xuyên hơi hồi hộp, thầm nghĩ, lão già chết tiệt, lần này toang rồi, hỏng cả một lô đan dược. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn dùng linh thức nhìn vào lò đan, sau đó anh mừng rơn. Trong linh thức anh phát hiện đan dược chẳng những không hỏng, trái lại còn được bao phủ trong một quầng sáng màu xanh nhạt lấp lánh, trông rất đẹp mắt, hơn nữa chúng bắt đầu tự động đông lại. Dương Bách Xuyên không dám chậm trễ, vội vàng làm thủ quyết thành đan. Hai tay vung vẩy thực hiện 9981 pháp quyết liên tiếp. Trước đây anh thực hiện được nhiều nhất là 72 thủ quyết, nhưng bây giờ đã lên tới 81, nguyên nhân là do tu vi thăng cấp. Mà trong luyện đan, càng thực hiện nhiều pháp quyết thành đan thì công hiệu và phẩm cấp của đan dược càng cao. Theo lời sư phụ, hiện tại đan dược anh luyện chế ra chỉ là đan dược cấp thấp, pháp quyết thành đan cũng chỉ dưới 100 thủ ấn. Đan dược cấp trung cần ít nhất 100 thủ ấn, thủ quyết thành đan của đan dược cao cấp lên tới mấy nghìn, thậm chí nhiều hơn. Sau khi thực hiện pháp quyết thành đan cuối cùng, cả lò luyện đan rung lên, bên trong phát ra tiếng ong ong. Sau đó, một mùi hương thấm đẫm tim gan lan tỏa. Nếu là lúc mở nắp lò luyện đan, e là mùi hương của đan dược sẽ bay xa ba dặm. Dương Bách Xuyên vươn tay mở nắp lò luyện đan. Nhưng sau đó xuất hiện một tình huống khiến anh trở tay không kịp. Chỉ thấy khi nắp lò luyện đan mở ra, chín đốm sáng màu xanh biếc bay vèo vèo ra khỏi lò đan. Dương Bách Xuyên thấy vậy, buột miệng chửi thề, mẹ nó, đan dược thành tinh kìa. Miệng nói nhưng tay không hề chậm, sau khi anh vận chuyển chân nguyên, chân khí lập tức ngưng tụ thành một tấm lưới nhanh chóng bao quanh không gian trong lều. Thu, Dương Bách Xuyên khẽ hô, tay cách không tóm lấy 9 đốm sáng trong tấm lưới ngưng tụ từ chân khí, thu hồi 9 viên đan kinh mạch. Vào lúc Dương Bách Xuyên luyện thành đan, 9 viên đan dược bay ra khỏi lò luyện đan, hương thơm đan dược thấm đẫm tim gan lập tức bay ra ngoài. Người đầu tiên ngửi thấy là Thiên Tuyệt và Trần Phong Tử canh gác ngoài lều để hộ pháp cho Dương Bách Xuyên. Bọn họ vốn ngồi bên ngoài lều lớn của Dương Bách Xuyên, nhắm mắt hộ pháp. Nhưng đột nhiên có một mùi thuốc nồng đậm thơm ngát lấp đầy khoang mũi, khiến tinh thần chấn động. Bất kể là Trần Phong Tử hay là Thiên Tuyệt, từ trước tới giờ bọn họ chưa từng ngửi thấy mùi thuốc nào thơm như vậy. Chân nguyên trong cơ thể bất giác vận chuyển, thật sự là vô cùng kỳ diệu. Hai người mở mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn lều lớn, thầm nghĩ đây là sư tổ Dương Bách Xuyên đang luyện đan. Mấy người võ đang biết rõ bản lĩnh luyện đan của Dương Bách Xuyên, bởi vì anh từng luyện đan dược ở võ đang, và bọn họ cũng là người được lợi. Thiên Tuyệt cảm thán, không biết lần này sư tổ luyện tiên đan gì, ta cảm thấy bình cảnh đã nới lỏng. Đúng vậy, chân nguyên trong người con cũng tự động vận chuyển. Vị sư tổ này của chúng ta đúng là người hiếm có khó tìm trên thế gian. Trần Phong Tử cảm thán. Đúng lúc này, thần đồ Thành Cương đẩy xe lăn cho con trai lần theo mùi hương đi tới, vốn tưởng là thiên tài địa bảo xuất hiện, không ngờ mùi hương lại truyền ra từ trong lều của Dương Bách Xuyên. Ông ta hỏi Thiên Tuyệt đạo hữu, Dương môn chủ. Thiên Tuyệt ra vẻ kiêu ngạo, đúng, sư tổ nhà tôi đang luyện đan đó. Ui! Thân đồ Thành Cương hít sâu một hơi, không phải là ông ta chưa từng tiếp xúc với luyện đan sư, nhưng chưa thấy ai luyện đan được như Dương Bách Xuyên, mùi hương đan dược bay xa như thế,
lúc nãy ông ta đẩy con trai đi dạo cách đây hơn 100 mét đấy. Đan dược gì mà hương bay xa thế nhỉ? Không ngờ Dương môn chủ còn là luyện đan sư, thật sự khiến thân đồ kinh ngạc. Thiên Tuyệt đạo hữu, chẳng hay Dương môn chủ luyện chế đan dược gì? Thân đồ Thành Cương hỏi. Chúng tôi cũng không biết, thân đồ đạo hữu đừng hỏi. Ý của Thiên Tuyệt rất rõ ràng, chuyện thế này cho dù tôi biết, tôi có thể nói ra sao? Thân đồ Thành Cương thoáng ngẩn ra, sau khi tỉnh táo lại có hơi ngượng ngùng. Ông ta cũng biết mấy thứ truyền thừa đều là bí mật, tùy tiện hỏi thăm là điều tối kỵ. Vì vậy ông ta không hỏi thêm nữa, cũng đứng canh bên ngoài lều. Cùng lúc đó, trong sơn cốc đã loạn cả lên. Dương Bách Xuyên không biết rằng khoảnh khắc lò luyện đan của anh mở ra, mùi thuốc bay xa, rất lâu sau vẫn không tan biến, làm cho các thế lực trong sơn cốc ngửi thấy mùi hương đều dục dịch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong lều lớn của Côn Luân, Lăng Hư Tử đang tĩnh tọa bỗng giật mình tỉnh lại, mùi thuốc nồng đậm thật đấy, lẽ nào trong sơn cốc có linh dược tuyệt thế chín? Ông ấy vừa nói vừa đứng dậy đi ra khỏi lều, tìm đến nơi tỏa ra mùi thuốc. Trong lều lớn của Thiếu Lâm Tự, thầy trò Lão Hòa Thượng đang chơi cờ vây, Tiểu Hòa Thượng đang định đặt quân thì hít mũi nói, Lão Hòa Thượng, có thiên tài địa bảo xuất hiện phải không? Không được, còn phải đi xem. Đồ Nhi chờ sư phụ với, Lão Hòa Thượng đuổi theo. Trong lều lớn của Nga Mi, Mai Thị Dĩnh đang nói chuyện với sư tổ cũng ngửi thấy mùi thuốc kỳ lạ. Dĩnh Nhi, mùi hương này kỳ lạ như vậy, lẽ nào có bảo dược xuất hiện? Chúng ta đi xem thử, bà lão nói. Mai Thị Dĩnh suy nghĩ giây lát rồi nói, không có chuyện đó đâu sư tổ, nơi này là sơn cốc chứ không phải bí địa, làm sao có bảo dược gì được. Bà lão lắc đầu, con sai rồi, chính bởi vì sơn cốc này là vị trí bí địa nên mới có khả năng. Có tài liệu ghi chép vào thời Minh, linh chi vạn năm từng xuất hiện ở sơn cốc. Mùi thuốc tràn ngập khắp sơn cốc, chúng ta đi xem là biết. Trong một túp lều lớn tráng lệ đậm phong cách cổ xưa nằm trên một sườn núi phía bắc sơn cốc, một thanh niên và một ông lão đang uống rượu, trang phục của hai người giống trang phục của dân tộc thiểu số. Hai người này chính là đại trưởng lão Miêu Mậu Thiên và thiếu trại chủ Miêu Long của Miêu trại, một trong những tông môn lâu đời. Mùi thuốc nồng ghê, ngửi thôi cũng thấy phấn chấn tinh thần. Tiểu Long mau đi xem thử. Miêu Mậu Thiên lên tiếng. Vâng, đại trưởng lão. Hầu hết người khắp sơn cốc đều bắt đầu di chuyển. Mọi người ngửi mùi thuốc, đi về phía lều của Dương Bách Xuyên. Mà lúc này, Dương Bách Xuyên vẫn chưa biết một lò đan kinh mạch có thêm nước sinh mệnh mà anh luyện chế ra đã thu hút người khắp sơn cốc kéo tới. Anh thu đan dược về tay, sau đó cầm một viên lên quan sát, tức thì phát hiện ra đan kinh mạch có thêm nước sinh mệnh khác hoàn toàn đan kinh mạch nguyên bản. Theo miêu tả trong công thức luyện đan kinh mạch nguyên bản, đan kinh mạch thành phẩm có màu trắng sữa, nhưng sau khi cho thêm nước sinh mệnh, bây giờ đan dược hoàn toàn biến thành màu xanh biếc. Hơn nữa, đan dược to bằng hòn bi thủy tinh, trông căng tròn, chắc nịch và trơn chẵn, loáng thoáng có ánh sáng lấp lóe. Điều thần kỳ hơn là trên bề mặt đan dược có hoa văn như mây cuốn, càng tăng thêm sắc thái mê người cho đan dược. Đan kinh mạch đổi màu, còn có thêm hoa văn, Dương Bách Xuyên biết đây là đan văn. Trong ghi chép viết rằng chỉ có đan dược cao cấp mới có đan văn hiện ra. Không ngờ đan dược cấp thấp mình luyện chế ra lại xuất hiện đan văn, đáng lẽ ra chỉ xuất hiện ở đan dược cao cấp, điều này khiến Dương Bách Xuyên hít một hơi lạnh. Lẽ nào nước sinh mệnh đúng là thần dược vạn năng? Một giọt nước sinh mệnh khiến đan dược cấp thấp một bước lên trời, đạt cấp bậc cao cấp. Con mẹ nó ảo thật đấy. Dương Bách Xuyên hỏi sư phụ Vân Thiên Tà trong lòng, lão già ơi, đan kinh mạch hiện tại vẫn là đan kinh mạch sao? Xuất hiện đan văn là thành đan dược cao cấp đó. Nghĩ hay lắm, con tưởng dựa vào con mà có thể luyện chế được đan dược cao cấp hả? Đan kinh mạch này cũng chỉ là cấp trung thôi, chắc chắn là hiệu quả của nước sinh mệnh. Nhưng vi sư cho rằng sau này tu vi của con tăng lên, lại có báu vật nước sinh mệnh quý báu thế này, thì trên con đường luyện đan con sẽ mạnh hơn luyện đan sư khác một bậc. Nhìn hoa văn trên đan dược thì thấy giống đan dược cao cấp, nhưng thật ra đó không phải đan văn chân chính, mà là ấn ký sinh mệnh chi lực. Con cẩn thận cảm nhận xem có phải trong đan văn có sức mạnh sinh cơ không? Vân Thiên Tà nói với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cảm nhận một lát, đúng là thế thật. Lão già à, tức là đây không phải đan văn chân chính chỉ có ở đan dược cao cấp,
mà là ấn ký riêng nước sinh mệnh để lại trên đan dược đúng không? Dương Bách Xuyên hỏi. Có thể hiểu như vậy, nhưng vi sư thấy ấn ký riêng của nước sinh mệnh có hiệu quả không kém gì đan văn đâu. Thật là khó hiểu, rốt cuộc bình càn khôn là cái gì mà có thể tạo ra thứ thần kỳ như nước sinh mệnh? Giọng nói của Vân Thiên Tà tràn đầy khó hiểu. Người ở trong không gian bình càn khôn còn không biết, thì con lại càng không biết. À phải rồi sư phụ, hiện tại không gian bình càn khôn đã tiến hóa rồi mà sao con không nhìn thấy người ở đâu? Dương Bách Xuyên hỏi vấn đề mình vẫn luôn muốn biết. Bình càn khôn chắc chắn là bảo vật cao cấp trên thế gian, thần hồn của vi sư được bình càn khôn cứu, nhưng cũng bị nhốt trong này vạn năm, vẫn luôn tồn tại trong một vùng hỗn độn. Ta hoàn toàn không rõ lai lịch của bình càn khôn, có lẽ sau này trở về chỗ kia mới có thể cởi bỏ nghi vấn. Vân Thiên Tà ung dung đáp lời. Lão già, vậy nếu như sau này con đến tu chân giới, người có thể ra ngoài không? Dương Bách Xuyên hỏi tiếp. Ra ngoài đơn giản ấy mà, chỉ cần một ý nghĩ mà thôi. Vi sư ở trạng thái thần hồn, điều này không ảnh hưởng chút nào. Nhưng mấu chốt là sau khi ra ngoài, ta không thể ngưng tụ tiên thể thì toi đời luôn. Chỉ có đi tu chân giới, tìm được. Thôi không nói nữa, thằng nhóc nhà con cố gắng tu luyện, chờ khi nào tu vi mạnh mẽ, đi tu chân giới rồi hẵng nói đến việc này. Ngoài ra, còn phải cẩn thận giữ bí mật về bình càn khôn và nước sinh mệnh. Tuyệt đối không được để người khác biết. Bây giờ con cũng được xem là người tu chân nhập môn rồi, mặc dù sống ở giới võ cổ cấp thấp, nhưng thế giới này của con thật sự bất thường. Tốt nhất là mọi chuyện phải cẩn thận, một khi xảy ra chuyện thì chỉ có đường chết, con không được chủ quan. Nghe sư phụ dặn dò phải cẩn thận, Dương Bách Xuyên chỉnh trọng gật đầu, lão già cứ yên tâm, con biết phải làm thế nào. Biết thì tốt, được rồi, con tiếp tục luyện đan đi. Đã có huyền mộc linh nhũ thì luyện chế đan thiên nguyên luôn. Có đan thiên nguyên trong người, con vào bí địa gì đó cũng an toàn hơn, tuyệt đối không được sơ suất. Mặt khác, con có tu vi trúc cơ tầng 9 rồi, sắp tới tu luyện nhất định phải đọc nhiều ghi chép có liên quan đến tu luyện kim đan, chăm chỉ cảm ngộ trời đất tự nhiên, củng cố nền tảng. Nếu không, không ai có thể giúp con dưới thiên kiếp đâu. Tuy thiên kiếp kim đan chỉ là khảo nghiệm thứ nhất của thiên đạo, không tính là thiên kiếp lớn. Nhưng con không được coi thường. Độ thiên kiếp, thành công thì kim đan nuôi dưỡng thần hồn, từ đó về sau phi thiên độn địa, bước vào đạo môn, thất bại thì thân tàn hồn tan, từ đó về sau vô duyên với tiên giới lẫn phàm giới. Con biết rồi à, kim đan kỳ là ngưỡng cửa cảnh giới bước vào đại đạo, chỉ khi vượt qua thiên kiếp, thành công lên kim đan mới được gọi là người tu chân. Biết thì tốt, con tiếp tục luyện đan đi. Thầy cho hai người nói chuyện xong. Dương Bách Xuyên cất đan kinh mạch rồi bắt tay vào luyện chế đan thiên nguyên cho mình dùng. Dù sao thời gian vẫn còn sớm, nhân tiện luyện chế luôn. Có điều bên ngoài lều rất náo nhiệt. Mấy người thiên tuyệt vốn canh gác bên ngoài lều để hộ pháp cho Dương Bách Xuyên. Sau khi ba con thân đồ thành cương đến, bọn họ bèn mang bàn đến ngồi uống trà nói chuyện. Ngửi mùi thuốc, mọi người bắt đầu tâng bấc Dương Bách Xuyên. Ai ngờ đột nhiên trong sân nổi gió. Sau đó Lăng Hư lão đạo phái Côn Luân xuất hiện bên cạnh bọn họ. Mấy người thiên tuyệt tức khắc trở nên căng thẳng, nhưng sau khi thấy người đến là Lăng Hư tử, bọn họ lập tức yên tâm, vội vàng hành lễ, chào đạo trưởng Lăng Hư. Miễn đi, Lăng Hư tử xua tay, nhìn lều lớn của Dương Bách Xuyên rồi hỏi, trong lều có gì vậy? Vân Môn và Võ Đang các ông lấy được bảo dược gì à? Đạo trưởng Lăng Hư hiểu lầm rồi, sư tổ nhà tôi đang luyện đan trong lều. Thiên tuyệt trả lời. Lăng Hư tử cũng nghe nói Dương Bách Xuyên là sư tổ của Võ Đang. Võ Đang và Vân Môn thân như một nhà, Lăng Hư tử không để ý. Nhưng sau khi nghe Thiên tuyệt nói Dương Bách Xuyên đang luyện đan trong lều, ông ấy không bình tĩnh được nữa. Luyện đan ư. Từ lâu Lăng Hư tử đã nghe nói Dương Bách Xuyên là luyện đan sư, hơn nữa trình độ không thấp. Trước đây ông ấy không tin, chỉ cười xòa cho qua. Bởi vì ông ấy biết giới võ cổ làm gì có luyện đan sư chân chính. Nhưng bây giờ Lăng Hư tử đã tin, trước đó ngửi thấy mùi thuốc, lần tìm đến đây, ông ấy còn hoang mang tự hỏi sao trong sơn cốc lại xuất hiện bảo dược. Thì ra là Dương Bách Xuyên đang luyện đan, mùi thuốc quả thực truyền ra từ trong lều. Thiên tuyệt không nói dối, cũng không cần thiết phải lừa mình. Nếu đúng là Dương Bách Xuyên đang luyện đan, thì Lăng Hư tử phải đánh giá lại Dương Bách Xuyên một lần nữa. Ông ấy thầm nói trong lòng, cái tên Dương Bách Xuyên này đúng là phi phàm,
thảo nào Lôi Đình sư huynh coi trọng cậu ta như vậy. Đan dược tỏa hương xa một dặm, xem ra không phải bảo dược thì cũng hơn cả bảo dược. Người này phi phàm, phải bảo khánh nhân qua lại thân thiết mới được. Trong khi Lăng Hư Tử đang suy nghĩ, Thân Đồ Thành Cương ở bên cạnh chắp tay nói, đạo trưởng Lăng Hư đã tới thì mời ngồi. Thân Đồ đạo hữu, ông cũng gia nhập Vân Môn à? Lần này Lăng Hư Tử đã thấy ba con nhà Thân Đồ, ngạc nhiên hỏi. Người khác không biết Thân Đồ Thành Cương, nhưng ông ấy biết vị tán tu được mệnh danh Tà Vương này là một nhân vật đáng gờm. Hai người từng qua lại một lần, đối phương làm người không tệ. Tôi chưa gia nhập Vân Môn, tôi đến là để nhờ Dương Môn chủ chữa trị kinh mạch cho con trai. Thân Đồ trả lời Lăng Hư Tử như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ nếu như Dương Bách Xuyên có thể chữa khỏi kinh mạch cho con trai, đương nhiên ông ta sẽ gia nhập Vân Môn để báo đáp anh. Thì ra là thế, nói vậy thì Dương Bách Xuyên còn là cao thủ y đạo. Lăng Hư Tử nói đại. Thiên Tuyệt lộ vẻ đắc ý, y thuật của sư tổ nhà tôi có thể sánh với Hoa Đà tại thế, bản lĩnh thần tiên. Bản lĩnh thần tiên, ha ha, nếu ông nói bản lĩnh thần tiên, có thể chữa bệnh cho người bình thường sánh ngang với Hoa Đà tại thế thì lão phu còn tin mấy phần. Nhưng nếu nói về võ cổ giả thì đúng là lời lẽ ngông cuồng, nói ra không sợ đau lưỡi. Một giọng nói già nua tràn đầy khinh thường vang lên, không phải Lăng Hư Tử nói. Thiên Tuyệt nhìn sang liền biến sắc, trầm giọng nói, thì ra là Miêu Thánh Thủ Miêu Mậu Thiên ghé qua. Thất lễ rồi, y đạo của sư tổ nhà tôi thế nào, nhìn là biết bản lĩnh thật sự. Ngài ấy chắc chắn có thể chữa khỏi vấn đề kinh mạch cho Thân Đồ Thạch, chẳng hay Miêu Thánh Thủ có chữa được không? Thiên Tuyệt là người võ đang, mà trước giờ võ đang và Miêu Trại không hợp nhau. Tất cả là do ân oán đời trước vẫn kéo dài đến hiện tại. Hừ, kinh mạch của Thân Đồ Thạch là bệnh nan y, lão phu không có bản lĩnh đó. Không biết sư tổ nhà ông có phải là Hoa Đà tại thế hay không, nói khoác cẩn thận gãy lưỡi đấy. Miêu Mậu Thiên là đại trưởng lão Miêu Trại, cũng là Miêu Thánh Thủ của Miêu Trại, được giới võ cổ công nhận là cao thủ y đạo. Nhưng hầu hết mọi người đều gọi sau lưng là Miêu Độc Thủ, bởi vì người này lòng dạ hiểm độc. Có phải hay không không cần Miêu Thánh Thủ quan tâm, Thiên Tuyệt lạnh lùng hừ mũi. Náo nhiệt ghê, xem ra thật sự có bảo dược xuất hiện. Đúng lúc này, một hòa thượng già và một hòa thượng trẻ xuất hiện, chính là thầy trò lão hòa thượng của Thiếu Lâm. Ông ta vừa dứt lời, lại có thêm nhiều người từ bốn phương tám hướng lũ lượt xuất hiện trước lều của Dương Bách Xuyên. Mấy người Thiên Tuyệt nhìn nhau, lòng thầm lo lắng. Chỉ trong một thời gian ngắn, cao thủ của các thế lực ở khắp Sơn Cốc đã đến đông đủ, không biết là phúc hay họa. Bọn họ bị mùi thuốc thu hút, đến xem chật ních người, nếu không phải Lăng Hư Tử và các vị cao thủ cũng đang ở đây, e là sẽ có người xông thẳng vào lều của Dương Bách Xuyên để tìm hiểu. Có người cho rằng người của Vân Môn đã chiếm được thiên tài địa bảo gì từ Sơn Cốc, bọn họ không hề tin Dương Bách Xuyên đang luyện đan. Chưa từng nghe nói ở võ cổ giới lại có luyện dược sư, luyện chế ra được đan dược tỏa hương khắp Sơn Cốc. Tưởng là tiên đan chắc. Lời này của Thiên Tuyệt chính là đang gạt quỷ. Căn bản không thể tin, Miêu Thánh Chủ Miêu Mậu Thiên chính là một trong số đó, lão híp mắt nhìn Thiên Tuyệt nói, sợ không phải luyện đan mà là chiếm được bảo dược gì chứ. Nhặt được bảo dược ở Sơn Cốc hẳn là nên lấy ra chia sẻ, dù sao thì đây cũng là Sơn Cốc thuộc bí địa Trường Bạch, là vật sở hữu chung của cả giới võ cổ. Lời này của Miêu Mậu Thiên quả thật chính là vô liêm sỉ không biết xấu hổ, nhưng lòng người đều ích kỷ, ai cũng muốn được lợi. Rất nhanh đã có người hưởng ứng với Miêu Mậu Thiên. Không sai, lão phu đồng ý với lời của Miêu Thanh Chủ, nhất định là Dương Bách Xuyên đã lấy được bảo dược gì đó. Đồ đoạt được ở Sơn Cốc là của trung giới võ cổ, lẽ ra phải chia sẻ. Người thứ nhất lên tiếng ủng hộ là Mộc Đạo Nhiên của phái Thanh Thành. Trong lòng Mộc Đạo Nhiên nghĩ, nếu có người gây phiền phức cho Dương Bách Xuyên, mặc kệ thế nào, thì đây cũng là chuyện tốt với lão, cần phải ủng hộ. Lão Tăng cũng cho rằng như thế, trong Sơn Cốc xuất hiện thiên tài địa bảo, Dương Bách Xuyên có tài đức gì mà độc chiếm. Lão Lạt Ma Ba Đa của Mật Tông híp mắt nói. Đúng. Miêu Thánh Chủ nói rất có lý. Không phải vậy sao, có ai ở đây mà không biết nơi này là địa bàn của phái Thanh Thành, cho dù xuất hiện thiên tài địa bảo gì, cũng phải thuộc về phái Thanh Thành mới đúng. Hai lão già của Thần Tông và M. Nguyệt Môn cũng châm dầu vào lửa. Có 4-5 người đứng đầu của các tông môn đều đã lên tiếng, trong đám người vây xem cũng truyền tới không ít tiếng đồng ý,
từng người bắt đầu đe dọa để Dương Bách Xuyên đi ra, giao nộp thiên tài địa bảo. Dù sao nhiều người như vậy cũng không sợ phiền toái, tất cả bắt đầu ồn ào theo. Đương nhiên cũng có một số trưởng bối sáng suốt, bọn họ không hề lên tiếng, mà chỉ đứng một bên xem náo nhiệt, người của những thế lực này đang nhìn thái độ của những thế lực lớn như Côn Luân và Thiên Cương Sơn. Ai cũng biết Lăng Hư Tử phái Côn Luân bệnh vực Dương Bách Xuyên, hiện tại Lăng Hư Tử cũng không nói gì, sự việc vẫn còn chưa rõ ràng. Côn Luân không phát biểu, rất nhiều thế lực cũng không dám a dua theo. Nhưng rất rõ ràng, Thần Tông và phái Thanh Thành, M Nguyệt Môn và Mật Tông, hiện tại thêm cả Miêu Trại đứng cùng một phe. Mặc kệ Dương Bách Xuyên có đang luyện đan trong lều hay không, dù sao tất cả bọn họ đều hiểu rõ một chuyện, trong lều chắc chắn là thứ tốt, một miếng thịt béo. Đối mặt với miếng thịt béo này, ai mà không muốn cắn một miếng. Mấy người Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, sau đó họ cũng bắt đầu khẩn trương theo, nhìn tư thế của mấy người này giống như là muốn ăn cướp, bọn họ không khỏi lui về phía lều lớn, dù sao thì không thể để người khác quấy rầy Dương Bách Xuyên luyện đan được. Cha con Thần Đồ Thành Cương càng căng thẳng hơn, Thần Đồ Thành Cương nghĩ, cho dù Dương Bách Xuyên đang luyện đan hay là đang phối dược, ông nghi ngờ trong lều xuất hiện thiên tài địa bảo nào đó. Chắc chắn là Dương Bách Xuyên chuẩn bị cho Thần Đồ Thạch con trai mình, nếu như những người này muốn ra tay, cho dù phải liều cái mạng già này thì ông cũng không để bọn họ được như ý. Đây là hy vọng của con trai ông. Lúc này, trong tay Thần Đồ Thành Cương lóe lên, lập tức xuất hiện một cây roi dài màu xám bạc. Sau khi mọi người nhìn thấy cây roi trong tay Thần Đồ Thành Cương, vẻ mặt bọn họ đều thay đổi, ở đây có rất nhiều người biết cây roi của Thần Đồ Thành Cương Huyền M Giao Long. Có tin đồn, danh xưng Tà Vương tán tu của Thần Đồ Thành Cương có được, chính là dựa vào cây roi Huyền M Giao Long trong tay ông ta. Tu vi của Thần Đồ Thành Cương là tiên thiên tầng 9 cao cấp, nhưng khi kết hợp với cây roi Huyền M Giao Long trong tay ông ta, lại có thể giết chết được tiên thiên đại viên mãn, hơn nữa còn giết một cách rất nhẹ nhàng. Thậm chí có người đoán, cây Huyền M Giao Long trong tay Thần Đồ Thành Cương đã vượt qua cả cấp bậc thần binh. Vì vậy, mặc dù Thần Đồ Thành Cương là tán tu, nhưng có rất nhiều tông môn cổ xưa trong giới võ cổ phải nể mặt ông ta. Nói cho cùng vẫn thì thực lực vẫn là mấu chốt. Tán tu Tà Vương cũng không phải chỉ để gọi cho vui. Trong giới võ cổ ngày nay, tiên thiên tầng 9 đại viên mãn cộng lại cũng không nhiều, Thần Đồ Thành Cương có thực lực giết được tiên thiên tầng 9 đại viên mãn, đương nhiên sẽ được người khác tôn trọng. Hôm nay, ai dám tới gần lều Dương môn chủ trong vòng ba thước chính là kẻ địch với Thần Đồ Thành Cương ta, lão phu liều chết giết kẻ đó. Thần Đồ Thành Cương nhìn ra có gì đó không đúng, khí thế tăng lên, Huyền M Giao Long trong tay cũng vung ra, giữa không trung mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang vọng. Lúc này, Mộc đạo nhiên của phái Thanh Thành nheo mắt nói, Thần Đồ Thành Cương, ông muốn một mình độc chiếm bảo vật sao? Thối lắm, ông nghĩ ai cũng đạo đức giả như ông sao? Mộc đạo nhiên, nói thật cho ông biết, Dương môn chủ đang ở trong lều phối dược để chuẩn bị trị bệnh kinh mạch cho con trai ta, chẳng phải cái gì mà bảo dược. Hôm nay nếu Mộc đạo nhiên ông dám hô hào mọi người, phá hủy phối dược của Dương môn chủ, hủy diệt hy vọng khôi phục của con trai ta, Thần Đồ Thành Cương này thề sẽ nghiền nát ông thành cho bụi. Hừ, Thần Đồ Thành Cương, một tán tu như ông chẳng nhẽ còn chống lại được cả tông môn cổ xưa sao? Miêu Mậu Thiên của Miêu Trại nheo mắt hỏi. Không sai. Biết điều thì mau tránh ra, báu vật của Sơn Cốc xảy ra chuyện, Dương Bách Xuyên không có tư cách độc chiếm. Lão già của Thần Tông cũng nói theo. Tránh ra, nếu không hôm nay chúng ta sẽ giết chết cái tên tà đạo như ông. Phái Thanh Thành và Mật Tông, cả năm người đứng đầu của Đại Tông Môn cùng tiến lên một bước, đe dọa Thần Đồ Thành Cương. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân khiến một số người phát hiện Lăng Hư Tử ở một bên không nói chuyện, bọn họ cũng đang thử thăm dò. Rốt cuộc Lăng Hư Tử có thể bảo vệ Vân Môn hay nói đúng ra là bảo vệ Dương Bách Xuyên tới mức nào? Hơn nữa, Mộc đạo nhiên bày ra khẩu hiệu, báu vật trong sơn cốc nên được chia sẻ, được rất nhiều người hưởng ứng, nếu Lăng Hư đạo sĩ ra mặt can thiệp, nhất định sẽ khiến nhiều người phẫn nộ, điều này cũng vô hình làm gây khó dễ cho Lăng Hư Tử. Vốn dĩ là muốn thăm dò Lăng Hư lão đạo, không ngờ Thần Đồ Thành Cương lại nhảy ra phản ứng dữ dội. Thần Đồ Thành Cương là một tán tu, mặc dù ông có danh hiệu Tà Vương và thực lực cường đại, nhưng mấy người Mộc đạo nhiên cũng không hề e ngại, bọn họ đều là tiên thiên tầng 9 đại viên mãn,
nếu thật sự đánh nhau, liên thủ tiêu diệt một thân đồ thành cương thì vẫn có thể làm được. Nhất là sau khi nhìn thấy Lăng Hư lão đạo không hề có động tĩnh gì, trong lòng mấy người Mộc đạo nhiên lại càng không chút kiêng kỵ. Vào lúc này, Lăng Hư hử nói, Mộc đạo nhiên, các người đừng quá đáng, nếu thân đồ đạo hữu đã nói, Dương Bách Xuyên đang chế thuốc cho con trai của người ta, vậy hương thơm ngập tràn sơn cốc này cũng không phải thiên tài địa bảo gì, mà là mùi thuốc, tất cả giải tán đi. Mấy người Mộc đạo nhiên liếc nhau một cái, cuối cùng Miêu Mậu Thiên của Miêu Trại lên tiếng, Lăng Hư lão đạo, không đi vào xem thử làm sao biết mất người có thiên tài địa bảo gì hay không. Hơn nữa theo quy tắc từ trước tới nay của tông môn võ cổ, có tài nguyên thì mọi người sẽ dựa vào bản lĩnh, Côn Luân đây là muốn độc chiếm đúng không? Miêu Mậu Thiên cũng xem như là người lão luyện, ngang tài ngang sức với Lăng Hư tử, cộng thêm ông ta là người được giới võ cổ công nhận là cao thủ y đạo, đi tới đâu cũng được người ta kính cẩn, ai lại đắc tội với một thánh thủ y đạo, đúng không? Vì thế Miêu Mậu Thiên dần dưỡng thành tính cách cao cao tại thượng, không thèm nể mặt ai, ngay cả Lăng Hư tử của Côn Luân thì cũng vậy. Lăng Hư tử nheo mắt nhìn Miêu Mậu Thiên nói, Miêu thánh thủ, có một số chuyện, một số người không thể động tới, bần đạo khuyên ông nên dè dặt, đừng bị người khác đầu độc. Hừ, cái này không khiến ông bận tâm, một tiểu bối mà thôi, sao có thể tràn ngập mùi hương giống như bảo dược được, lại còn để cậu ta làm lãng phí, không bằng ở trong tay lão phu còn có thể cứu được không ít người. Miêu Mậu Thần nói mà không biết xấu hổ. Miêu lão tặc, ông đừng có mơ, thân đồ thành cương mắng trước, nghe ý của Miêu Mậu Thần như đang muốn cướp đồ trong tay Dương Bách Xuyên, điều này đối với thân đồ thành cương mà nói chính là giết chết hy vọng khôi phục của con trai ông tuyệt đối không cho phép. Thân đồ thành cương, không phải 5 năm trước ông tìm tới lão phu trị liệu kinh mạch cho con trai, bị lão phu cự tuyệt nên ôm hận trong lòng sao? Lão phu khuyên ông biết điều thì tránh ra, nếu không đừng trách lão phu động thủ giết ông. Miêu Mậu Thần hung ác uy hiếp thân đồ thành cương. Ha ha ha, Miêu Mậu Thần, năm đó ông nhận hậu lễ của ta, nhưng lại bó tay trước vấn đề kinh mạch của con trai ta, kết quả còn quay lại cắn ngược ta một cái, nói cha con thân đồ ta không kính trọng ông nên không chữa. Nói trắng ra, ông chính là lang băm tham lam, sao nào? Hôm nay nghe nói Dương Bách Xuyên môn chủ vân môn y thuật cao siêu, ông liền ghen tị. Trong số những kẻ vô liêm sỉ trong thiên hạ, Miêu Mậu Thiên ông hẳn là số một. Thân đồ thành cương nói. Hóa ra giữa hai người từng có hiềm khích. Miêu Mậu Thiên đen mặt, lão ta lạnh giọng nói, hôm nay lão phu nói cho ông biết, vấn đề kinh mạch của con trai ông, trong thiên hạ này chỉ có mình lão phu có thể chữa. Nhưng hôm nay trước mặt đồng đạo trong giới võ cổ tuyên bố, cả đời này lão phu cũng sẽ không chữa cho con trai ông. Trong lời nói của Miêu Mậu Thần tràn đầy sự uy hiếp, nó đồng nghĩa với việc phong sát cha con thân đồ. Mà ngay lúc này, một giọng nói đầy giễu cợt vang lên, khẩu khí lớn thật đấy, giống như khắp thiên hạ chỉ mình ông hiểu y đạo, ăn nói còn không có y đức, xem ra, già rồi mà không được cái tích sự gì sao. Ai? Lão sực Miêu Mậu Thiên suýt chút nữa đã bị câu này chọc tức điên. Hiện nay trong giới võ cổ, số người dám mắng Miêu Mậu Thiên một cách không kiêng nể như vậy có thể đếm trên đầu ngón tay. Đây là bởi vì lão ta là thánh thủ y đạo của giới võ cổ, mọi người đều phải nể mặt lão ta vài phần, dù sao thì giới võ cổ ai chẳng có lúc bị thương. Thế nên Miêu Mậu Thiên mới có thói quen ngang ngược như vậy, đã rất lâu chưa nghe được có người không chút kiêng kỵ mắng lão ta như vậy. Là tôi. Dứt lời, Dương Bách Xuyên mở tấm rèm bước ra ngoài. Anh vẫn luôn luyện đan ở trong lều, đương nhiên anh cũng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng cãi vã, càng nghe được rõ ràng có người cố ý nhằm vào anh. Sau khi luyện xong đan thiên nguyên, vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của Miêu Mậu Thiên và thân đồ thành cương, Dương Bách Xuyên không chút do dự phản bác lại. Anh cũng xem như là nhìn rõ, nếu trước mặt những người này, anh thể hiện ra chút yếu đuối nào. Vậy chỉ có thể là số mệnh bị ức hiếp. Nhất là cái lão gì mà Miêu Mậu Thiên này, tự cho mình là bậc thầy y đạo trong giới võ cổ, liền xem anh thành kẻ thù, lão ta quả thật đã chứng thực châm ngôn, người cùng nghề chính là oan gia. Bước ra khỏi lều, Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn Miêu Mậu Thiên, sau đó liếc mắt về đám người Mộ đạo nhiên, trong lòng anh biết rõ, mấy lão già này chỉ ước tìm phiền toái cho anh, tìm lý do để giết chết anh. Hai viên đan dược thôi cũng có thể bọn họ nói thành trong lều của anh xuất hiện thiên tài địa bảo, còn mặt dày hơn nói nên cùng hưởng.
Dương Bách Xuyên ở trong lều nghe mà tức cười. Cậu là Dương Bách Xuyên, ánh mắt Miêu Mậu Thiên sắc như dao dán chặt trên người Dương Bách Xuyên. Tôi là ai thì liên quan quái gì tới ông? Dương Bách Xuyên căn bản không hề cho lão già Miêu Mậu Thiên này chút thể diện nào, người khác kiêng kỵ thân phận thánh thủ y đạo của ông ta, Dương Bách Xuyên không thèm quan tâm tới mấy cái này, trong mắt anh, y đạo của Miêu Mậu Thiên chẳng là cái thá gì. Sao có thể đánh đồng với y đạo tu chân của anh được? Thằng danh, mày muốn chết! Dương Bách Xuyên mắng lão ta hai lần, Miêu Mậu Thiên không nhịn được nữa mà ra tay. Trong nháy mắt, ông ta tung một chưởng về phía Dương Bách Xuyên. Hừ lão già, tới đúng lúc lắm. Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, kiếm đầu long trong tay bổ thẳng tới Miêu Mậu Thiên. Nhưng mà, vào lúc này, có một bóng người chợt lóe lên, Lăng Hư Tử xuất hiện giữa hai người, hai tay vung lên, một cỗ lốc xoáy lớn hình thành. Ầm ầm. Sau tiếng rung vang trời, Dương Bách Xuyên và Miêu Mậu Thiên đều lùi lại mấy bước. Bần đạo đã nói rồi, trước khi bí địa mở ra, ai cũng không được đánh nhau trong sơn cốc, nếu không chính là đang gây khó dễ cho lão đạo. Lăng Hư Tử thản nhiên nói. Trong nháy mắt, trong lòng Dương Bách Xuyên cực kỳ chấn động, vừa rồi anh cảm nhận được trên người Lăng Hư Tử có một cỗ uy áp giống như một ngọn núi khổng lồ đè lên, một người hiểu rõ điển tịch tu chân như anh, đương nhiên biết đây là sức mạnh của trời đất. Nói cách khác, Lăng Hư Tử rất có lĩnh ngộ với đất trời, khi chiến đấu có thể mượn sức mạnh từ trời đất, mặc dù rất ít nhưng đã rất giỏi rồi. Trong cỗ thiên uy này, lần đầu tiên từ tận đáy lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy ớn lạnh. Miêu Mậu Thiên bên kia cũng tức giận, nhìn Lăng Hư Tử chen ngang giữa đường, Miêu Mậu Thiên nói tầm, Lăng Hư lão đạo đã đạt tới cảnh giới cảm ngộ đất trời, xem ra hôm nay chỉ đành bỏ qua cho thằng danh này. Có điều Miêu Mậu Thiên vẫn để ý tới thể diện. Lão ta hừ lạnh nói với Lăng Hư Tử, Lăng Hư lão đạo, ông muốn độc chiếm sao? Miêu Mậu Thiên đừng ức hiếp tiểu bối, bần đạo đã nói rồi, không được chém giết trong mấy ngày ngày. Nói xong, Lăng Hư Tử còn híp mắt mang theo ý cảnh cáo. Khụ khụ, các vị đừng làm mất hòa khí, bí cảnh sắp mở rồi, mọi người cần đồng tâm hiệp lực mới đúng. Lăng Hư đạo trưởng, Miêu thánh thủ, còn có Dương tiểu hữu, cho bà lão này chút mặt mũi có được không? Lúc này đứng ra nói chuyện chính là một bà lão đến từ phái Nga Mi, bà nói chuyện với vẻ mặt ôn hòa, mặt mũi hiền từ, khiến cho người ta cảm thấy thân thiết. Diệu M sư thái có lễ rồi. Lăng Hư Tử gật đầu với bà lão phái Nga Mi, hoặc là nói Diệu M sư thái, dường như hai người quen biết nhau. Ngay sau đó Miêu thánh chủ cũng lên tiếng, hôm nay nể mặt Diệu M sư thái, không tính toán với Lăng Hư lão đạo, có điều lão phu phải biết, bên trong lều của thằng nhóc này có thứ gì. Nếu như thật sự là bảo dược, có phải là nên đưa cho thầy thuốc như lão phu không? Diệu M sư thái mỉm cười, ngoảnh đầu nhìn về phía Dương Bách Xuyên nói, Dương tiểu hữu, mặc dù đây là lần đầu bà lão này gặp cậu, nhưng nghe danh cậu đã lâu, chuyện xảy ra hôm nay, mọi người chớ làm tổn thương hòa khí, thế nào? Chỉ bằng cứ cho Miêu thánh chủ xem bên trong lều của cậu là thứ gì? Dương Bách Xuyên nhìn ra Diệu M sư thái của phái Nga Mi rất có nhân duyên. Hơn nữa bà nói chuyện với anh cũng rất ôn hòa, bà và Lăng Hư đứng ra ngăn cản nhưng thực ra là đang giúp anh, dù sao thì nhìn vẻ bên ngoài, Miêu Mậu Thiên và đám Mộ Đạo Nhiên người đông thế lớn, nếu thật sự đánh nhau thì chỉ có anh chịu thiệt. Vì thế, thể diện này đương nhiên phải cho Diệu M sư thái rồi. Huống hồ, anh cũng thấy Mai Thi Dĩnh đang đứng cạnh Diệu M sư thái. Dương Bách Xuyên nói, vậy thì nghe theo lời Diệu M sư thái vậy. Như vậy là tốt, Dương tiểu hữu rất biết lo cho đại cuộc. Diệu M sư thái khen ngợi Dương Bách Xuyên một câu. Dương Bách Xuyên híp mắt, anh lấy ra một lọ đan dược, đổ ra một viên đan dược màu xanh lá cây rồi nói, có người vô liêm sỉ nói trong lều của tôi xuất hiện bảo dược. Lại còn thiên tài địa bảo, đúng là không biết xấu hổ, muốn làm của riêng, đúng là nực cười. Đáng tiếc làm mấy người không biết liêm sỉ thất vọng rồi, vừa rồi là tôi luyện đan trong lều. Đích thị là mùi đan dược tản ra bên ngoài, cũng là đan dược tôi luyện chế cho thần Đồ Thạch, con trai của thân Đồ Thành Cương đạo hữu để đả thông kinh mạch, không có loại bảo dược nào ở đây cả. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên đổ ra một viên đan kinh mạch, ngay lập tức, mùi thuốc vừa rồi trở nên nồng đậm hơn và bắt đầu tỏa ra hương thơm từ tay của Dương Bách Xuyên. Trong sân bắt đầu ồn ào, tất cả mọi người đều kinh ngạc tới ngây người. Không ngờ Dương Bách Xuyên thật sự là luyện dược sư,
hơn nữa còn có thể luyện chế ra đan dược cao cấp như vậy. Lần này quả thực đã làm mới thế giới quan của mọi người đang có mặt ở đây, đan dược, thân là võ cổ giả tiên thiên có cái gì mà chưa từng gặp qua, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một loại đan dược trong suốt như pha lê, hơn nữa còn mùi thơm còn tỏa ra tràn ngập khắp sơn cốc. Từ khi nào mà giới võ cổ lại xuất hiện một nhân vật luyện dược như vậy? Lăng Hư Tử và Diệu M Sư Thái không kìm nổi mà bước tới trước mặt Dương Bách Xuyên, gương mặt hai người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó một bóng người lóe lên, chính là Lão Tăng Hòa Thượng cũng đi tới bên cạnh Dương Bách Xuyên, ánh mắt dán chặt vào đan dược trong tay anh. Trong sân có mấy lão quái vật hiểu biết sâu rộng, bọn họ liếc nhau một cái, nhìn từ mắt của đối phương đều là vẻ không thể tin nổi. Bọn họ đều rõ ràng, trong tay của Dương Bách Xuyên tuyệt đối không phải đan được lưu truyền của giới võ cổ. Bọn họ biết loại đan dược này, chỉ Sơn Hải giới mới có. Trong điển tịch của những tông môn đều có ghi chép, đan dược mà tu chân giả luyện chế ra mới là đan dược chân chính, những đan dược lưu truyền ở giới võ cổ thật ra chỉ là mô phỏng theo phương thức luyện đan ở tu chân giới để luyện chế. Cho dù là bề ngoài hay là công hiệu đều kém rất xa đan dược do người ở Sơn Hải giới luyện chế. Viên đan được đang ở trong tay Dương Bách Xuyên lúc này mới chân chính là tu chân chi đan. Mà nhìn màu sắc của đan dược quả nhiên là vừa mới luyện chế ra, điểm này bọn họ vẫn có thể hiểu được. Mấy người vây quanh Dương Bách Xuyên đều trợn to mắt. Dương Bách Xuyên nhìn thấy biểu cảm của mấy người bọn họ, anh cũng biết hôm nay lấy ra đan dược có chút kinh động, nhưng anh càng hiểu rõ nếu như không lấy ra, anh sẽ bị những người này nghi ngờ mình đoạt được thiên tài địa bảo gì đó, lúc đó thì càng hỏng hơn. Vì vậy dứt khoát lấy ra đan kinh mạch cho bọn họ xem. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của một số lão già, Dương Bách Xuyên nhếch mép cười, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt của Miêu Mậu Thiên, anh cười lạnh nói, lão già, đây là đan dược tôi tự tay luyện chế, ông sẽ không nói là bảo dược, sau đó cho rằng nên thuộc về ông đấy chứ. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên chợt đỏ bừng, lão ta rất muốn tát chết Dương Bách Xuyên, nhưng lão kiêng kỵ Lăng Hư Tử và Diệu M. Còn có lão hòa thượng của Thiếu Lâm Tự, ba người này không phải dễ chọc, vì thế nên mới không dám động thủ. Dương Bách Xuyên lấy ra đan dược không khác gì vả vào mặt lão ta, nhưng nếu không nói gì, lão ta sẽ cảm thấy rất mất mặt. Lão liếc mắt nhìn qua thân đồ thạch, lúc trước cha con thân đồ tới tìm lão trị liệu kinh mạch, lão thật sự đã bó tay. Nhưng không muốn đánh mất cái danh thánh thủ, vì vậy sau khi nhận hậu lễ của thân đồ Thành Cương, lão đã đuổi cha con thân đồ ra khỏi miêu trại, nói là không muốn chữa trị. Nếu như Dương Bách Xuyên đã muốn trị liệu kinh mạch cho thân đồ thạch, vậy thì bắt đầu từ chỗ này đi, lão biết rõ tình huống kinh mạch của thân đồ thạch là như thế nào, hiểu đơn giản chính là hỏng bét rồi. Đảo mắt một vòng, lão nhìn Dương Bách Xuyên cười lạnh nói, nhóc con chớ đắc ý, đừng tưởng biết luyện đan là không coi ai ra gì, biết luyện đan không có nghĩa là y thuật cao siêu. Có bản lĩnh chữa khỏi kinh mạch cho thân đồ thạch thì hôm nay lão phu sẽ không tính sổ với cậu. Ha ha ha, Dương Bách Xuyên cười lớn, anh thuận theo Miêu Mậu Thiên nói, lão già không biết xấu hổ, cho rằng tiểu gia đây không biết ông đang nghĩ gì sao, nghĩ mình y thuật cao siêu nên muốn lên mặt gây khó dễ cho tôi sao. Được, hôm nay tiểu gia thỏa mãn yêu cầu của ông, có điều chúng ta đánh cược đi, nếu như tôi có thể chữa khỏi kinh mạch của thân đề thạch. Ông phải đứng trước mặt tất cả mọi người thừa nhận ông là một thầy lang băm, ông dám không? Miêu Mậu Thiên bị Dương Bách Xuyên khích tướng như sắp tức điên tới nơi rồi. Ông ta quá coi trọng danh dự, quá mức để ý tới cái danh thánh thủ của giới võ cổ của mình nên đúng là không dám một đồng ý ngay lập tức. Ông ta nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói, thằng nhãi này, nếu cậu không trị được hết kinh mạch của thân đồ thạch thì thế nào? Làm sao Dương Bách Xuyên có thể không nhìn ra lão già này đang băn khoăn? Chỉ là ông ta đang hất ngược chủ đề lại phía anh mà thôi. Nhưng anh đã luyện chế đan kinh mạch thành công rồi, chẳng lẽ còn không trị được khỏi kinh mạch của thân đồ thạch hay sao? Có đan kinh mạch của nước sinh mệnh trong tay, đừng nói thân đồ thạch chỉ có vấn đề về kinh mạch, dù anh ta có bao nhiêu bệnh vặt đi nữa, Dương Bách Xuyên cũng chắc chắn có thể chữa khỏi. Anh cười lạnh một tiếng và đáp, lão già này, nếu tôi không trị khỏi thì sẽ như mong muốn của ông muốn thế nào? Đối mặt với câu nói này của Dương Bách Xuyên, Miêu Mậu Thiên hơi hoảng trong lòng, bởi vì ông ta không nhìn ra chút sợ hãi nào trong mắt Dương Bách Xuyên cả mà chỉ có sự tự tin mãnh liệt. Chẳng lẽ thằng nhãi này thật sự giỏi y thuật hơn lão phu hay sao?
Miêu Mậu Thiên lẩm bẩm trong lòng. Nhưng giữa sân có nhiều người như vậy, ông ta đã mạnh miệng nói thế rồi mà lại không chấp nhận điều kiện của Dương Bách Xuyên thì thật sự đang phá hủy danh tiếng của mình. Mặc kệ thế nào, bây giờ đâm lao là phải theo lao, cuộc đánh cực hoang đường này chỉ có thể tiếp tục. Nhìn Dương Bách Xuyên, Miêu Mậu Thiên lạnh lùng nói, thằng nhãi, nếu hôm nay cậu không trị khỏi thì phải tự phế tu vi, cậu có dám không? Không biết xấu hổ, thân đồ Thành Cương là người đầu tiên lên tiếng mắng. Điều kiện Dương Bách Xuyên đưa ra cho Miêu Mậu Thiên là nếu anh trị khỏi thì ông ta phải thừa nhận mình là lang băm. Nhưng hiện tại lão già họ Miêu kia lại đưa ra điều kiện cho Dương Bách Xuyên rằng không trị khỏi thì anh phải tự phế tu vi, thiên hạ nào có người nào mặt dày không biết xấu hổ đến thế cơ chứ? Điều đó không công bằng, mấy người Thiên Tuyệt cũng hô lên. Miêu Mậu Thiên hừ lạnh một tiếng rồi nói, có không công bằng thật không? Lão Phu đường đường là thánh thủ y đạo của giới võ cổ, lại còn là tiên thiên tầng 9 đại viên mãn. Dương Bách Xuyên là cái thá gì? Sao có thể so sánh với Lão Phu được? Ông, thân đồ Thành Cương còn định nói gì đó nhưng lại bị Dương Bách Xuyên giơ tay ngăn lại. Được, tôi đồng ý với ông. Nếu không trị khỏi cho kinh mạch của thân đồ thạch thì tôi sẽ tự phế tu vi. Dương Bách Xuyên gằn từng chữ một mà nói. Mà sau khi mấy người Miêu Mậu Thiên và Mộc Đạo Nhiên nghe xong đều nở nụ cười, mấy người bọn họ chỉ ước Dương Bách Xuyên chết luôn. Đúng lúc đó, Dương Bách Xuyên kéo dài giọng, nhưng, tôi vẫn phải nói trước, những người ở đây đều là những nhân vật có tiếng tăm mặt mũi trong giới võ cổ. Tôi biết điều kiện ông đưa ra không công bằng nhưng vẫn đồng ý là vì tôi có sự tin tưởng. Cho nên, hôm nay tôi muốn mời đạo trưởng Lăng Hư Tử, Diệu M Sư Thái và tất cả mọi người ở đây làm chứng cho chuyện này. Nếu tôi không trị khỏi kinh mạch cho thân đồ thạch, tôi sẽ tự phế tu vi, nếu không chấp hành thì mời tất cả mọi người đuổi giết tôi. Còn ông, Miêu Mậu Thiên cũng thế, một khi tôi trị khỏi cho kinh mạch của thân đồ thạch, ông phải tự xưng là lang băm trước mặt tất cả mọi người, từ nay về sau không được hành nghề y ở giới võ cổ nữa. Nếu không làm đúng theo điều kiện, mời Lăng Hư Tử, Diệu M Sư Thái và tất cả các vị ở đây làm chứng, Dương Bách Xuyên tôi giết Miêu Mậu Thiên ông có dám không? Vừa dứt lời, toàn trường xôn xao hẳn lên, nếu nghĩ kỹ về những lời này của Dương Bách Xuyên thì sẽ thấy vô cùng tàn nhẫn. Anh không chỉ dồn mình đến vách núi mà cũng không để cho Miêu Mậu Thiên có đường lui. Bởi vì nếu Dương Bách Xuyên trị không khỏi kinh mạch của thân đồ thạch thì anh sẽ thua. Nếu thua mà không tự phế tu vi sẽ bị mọi người đuổi giết. Đây chắc chắn là đường cùng, vô cùng tàn nhẫn. Nhưng nếu nhìn từ khía cạnh khác, đây chẳng phải là sự tự tin tuyệt đối vào mình của Dương Bách Xuyên hay sao? Nếu anh không tin chắc rằng mình có thể trị khỏi kinh mạch của thân đồ thạch thì sao dám lấy tính mạng mình ra nói giỡn được? Bất cứ ai cũng không dám làm vậy, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn khăng khăng làm thế. Không phải thằng ngu thì cũng là kẻ điên, đương nhiên cũng có một khả năng khác. Rằng anh thật sự là một tên thiên tài yêu nghiệt vô cùng toàn năng. Không chỉ có tu vi cao, lại còn có thể luyện đan, bây giờ lại thêm cả y thuật nữa, toàn bộ giới võ cổ cũng không có ai như vậy. Dương Bách Xuyên nói với Miêu Mậu Thiên nhưng cũng đồng thời là để cho Lăng Hư lão đạo, Diệu M Sư Thái và toàn bộ người có mặt ở hiện trường giám sát. Nếu Miêu Mậu Thiên không thực hiện đúng với cá cược thì đương nhiên sẽ bị mọi người đuổi giết. Tuy Dương Bách Xuyên cũng không nói đạo trưởng Lăng Hư Tử và Diệu M Sư Thái sẽ là người đuổi giết Miêu Mậu Thiên. Nhưng những người như đạo trưởng Lăng Hư Tử hay Diệu M Sư Thái đều là những người đứng đầu của giới võ cổ hiện tại. Một khi họ đã đồng ý thì chắc chắn sẽ công bằng. Đến lúc đó, nếu Miêu Mậu Thiên dám không chấp hành đúng với cá cược, những người như đạo trưởng Lăng Hư Tử sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Nếu nhìn từ phía Miêu Mậu Thiên, tuy Dương Bách Xuyên không bắt ông ta tự phế tu vi mà chỉ bảo ông ta nhận mình là lang băm trước mặt mọi người, từ nay về sau không được hành nghề y ở giới võ cổ nữa thôi. Nếu nhìn từ mặt ngoài thì Miêu Mậu Thiên chiếm lợi trong cuộc cá cược của hai người, Dương Bách Xuyên phải trả giá đắt bằng tính mạng. Nhưng những người hiểu rõ Miêu Mậu Thiên lại biết rằng, so với việc giết Miêu Mậu Thiên thì việc bắt một người có danh xưng thánh thủ y đạo trong giới võ cổ như ông ta từ bỏ hành nghề y, từ bỏ danh hiệu ông ta coi như sinh mệnh lại càng nghiêm trọng hơn. Cho nên thật ra hai người đều chịu thiệt lớn trong canh bạc này, nhưng nhìn từ bên ngoài, Dương Bách Xuyên là người chịu thiệt, thậm chí còn nhận được sự đồng cảm từ đa số những người đứng xem tại hiện trường. Đang có nhiều người bàn tán tại chỗ rằng Dương Bách Xuyên chịu thiệt, Miêu Mậu Thiên được hời trong canh bạc này.
Ngôn Luận vô thức nghiêng về phía Dương Bách Xuyên. Lúc này, Dương Bách Xuyên đang chờ lời xác nhận cuối cùng của Miêu Mậu Thiên, những người tại hiện trường cũng thế. Đạo trưởng Lăng Hư Tử cười tủm tỉm nhìn Dương Bách Xuyên rồi nói, được, lão đạo làm chứng cho trận cá cược này, nhất định sẽ giám sát việc thực hiện đúng điều kiện đánh cược của hai người. Nếu phía bị thua dám đổi ý không chấp hành đúng điều kiện, lão đạo sẽ tự mình ra tay. Sau khi nói xong, ông nhìn về phía Diệu M Sư Thái, mắt Diệu M Sư Thái lóe sáng, hai người nhìn nhau xong, bà ấy cũng nói, bà già này cũng đồng ý làm chứng. Lão Tăng cũng tham gia cuộc vui, A-di-đà Phật. Lại có lão hòa thượng của Thiếu Lâm tự mở miệng nói. Lăng Hư Tử sửng sốt, không ngờ Vô Ưu Đại Sư cũng thích tham gia trò vui đó. Giọng ông không âm cũng chẳng dương, có vẻ hai người không hợp nhau. Lăng Hư lão đạo có thể xem trò vui thì tại sao lão Tăng không thể? Vô Ưu lão hòa thượng hừ lạnh đáp. Thiếu Lâm là tông môn lớn chỉ đứng sau Côn Luân trong 8 tông môn. Xưa nay hai tông môn luôn tranh đấu gay gắt, chuyện này cũng khá thường thấy, những người quen biết bọn họ ở đây đã thấy nhiều rồi nên cũng không lạ gì nữa. Có 3 tông môn lớn là Côn Luân, Thiếu Lâm, Nga Mi đi trước. Các thế lực còn lại cũng tỏ thái độ đồng ý giám sát trận đánh cược của Dương Bách Xuyên và Miêu Mậu Thiên. Đương nhiên là Thanh Thành, Thần Tông, M Nguyệt Môn, Mật Tông và Miêu Trại không mở miệng. Bàn xong việc đánh cược rồi, nhân chứng cũng đã đồng ý hết, hiện tại chỉ còn lời xác nhận cuối cùng của Miêu Mậu Thiên. Dương Bách Xuyên nhìn sắc mặt tối tăm và ánh mắt lập lòe của Miêu Mậu Thiên rồi nhếch miệng cười nói, sao nào? Lão già họ Miêu, ông không dám à? Lứa đi sau như Dương Bách Xuyên còn không để bụng, Miêu Thánh Thủ tự mình nói ra điều kiện mà lại sợ cái gì cơ chứ? Người nói chuyện chính là tiểu hòa thượng đồ đệ của lão hòa thượng Vô Ưu của Thiếu Lâm. Miêu Mậu Thiên nhãn lập tức nheo mắt lại nhìn, sau khi thấy tiểu hòa thượng, lạ là ông ta lại nhẫn nhịn. Ông ta biết tiểu hòa thượng này của Thiếu Lâm là một trong những tên quái thai trong 10 đại yêu nghiệt, thực lực không hề yếu. Hơn nữa sau lưng còn có lão hòa thượng nên ông ta cũng không dám làm gì. Có lời giễu cợt của tiểu hòa thượng, có rất nhiều người trong đám người đã bắt đầu thúc giục Miêu Mậu Thiên nhanh chóng xác nhận. Ngày hôm nay, Miêu Mậu Thiên đã là mũi tên bắn đi không thể quay đầu lại nữa rồi, thế nên cũng chỉ có thể cứng rắn nói. Được, lão phu đồng ý, để xem Dương Niên cậu chết như thế nào. Ngoài miệng Miêu Mậu Thiên vẫn kiên cường như cũ nhưng trong lòng lại không tự tin lắm. Rốt cuộc Dương Bách Xuyên có thể chữa khỏi kinh mạch của thân đồ thạch hay không đây? Biểu cảm của thằng nhãi này thật sự quá ung dung bình tĩnh, khiến Miêu Mậu Thiên không chắc chắn lắm. Dương Bách Xuyên nở nụ cười rồi bước về phía trước một bước, anh nhỏ giọng nói với âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe được, lão già, chuẩn bị hậu sự đi. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên lớn tiếng nói tới tất cả mọi người, xin các vị đồng đạo làm chứng, Dương Bách Xuyên tôi sẽ trị liệu kinh mạch cho thân đồ thạch ngay trước mắt mọi người. Hôm nay tôi cũng muốn cho những người nào đó xem thử. Thánh thủ y đạo của giới võ cổ chính là một trò hề. Dâu Miêu Mậu Thiên đều vểnh hết lên, ông ta nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên nhưng cuối cùng cũng không nổi giận mà chỉ âm u nói, thằng nhãi, đừng có nói hoanh hoang quá. 5 năm trước lão phu đã xem kinh mạch và khiếu huyệt toàn thân đã bế tắc 7 phần rồi. Hiện tại đã qua 5 năm, trước sau cộng lại là 10 năm, hôm nay lão phu muốn xem cậu chữa kiểu gì. 5 năm trước khi tình trạng kinh mạch của thân đồ thạch còn chưa nghiêm trọng mà ông còn không chữa khỏi. Điều đó chứng tỏ ông là đồ vô dụng. Dương Bách Xuyên cười lạnh nói một câu. Ngay sau đó, anh đi đến trước mặt thân đồ thạch rồi đưa một viên đan kinh mạch cho anh ta và nói, đây là đan kinh mạch, sau khi uống có thể toàn thân sẽ có cảm giác ngứa ngáy. Nhưng anh nhất định phải kiên trì, không thể động đậy cũng không thể kêu to thành tiếng. Hôm nay tôi chắc chắn sẽ giúp anh có thể đứng lên lần nữa. Anh có thể làm được không? Ơn lớn hôm nay của Dương môn chủ, thân đồ thạch sẽ ghi nhớ cả đời. Ngài yên tâm, nhất định tôi sẽ làm được và cố gắng phối hợp trị liệu. Thân đồ thạch nói vô cùng trịnh trọng, anh hiểu rõ rằng hôm nay Dương Bách Xuyên có làm sao cũng là vì anh ta mà bị Miêu Mậu Thiên bức bách, trong lòng anh ta cảm động không thôi. Anh ta cũng thấy được sự tự tin trong mắt Dương Bách Xuyên, không hiểu tại sao trong cõi lòng đã hoàn toàn bình tĩnh của thân đồ thạch lại dâng lên tia hy vọng. Sau khi Dương Bách Xuyên nói rõ với thân đồ thạch những tình huống có thể sẽ xảy ra trong quá trình chữa trị, anh đi vào trong lều lớn lấy ngân châm từ trong bình càn khôn ra bắt đầu chữa trị.
Sau khi Miêu Mậu Thiên thấy Dương Bách Xuyên lấy ngân châm ra thì lập tức sững sờ, trong lòng ngược lại thở phào một hơi, lẩm bẩm một câu, giả vờ giả vịt. Đối với vấn đề kinh mạch của thân đồ thạch, năm đó Miêu Mậu Thiên đã biết rõ tình huống. Vốn dĩ ông ta cho rằng Dương Bách Xuyên sẽ dùng phương pháp trị liệu gì đặc biệt, không ngờ rằng lại lấy ra ngân châm. Miêu Mậu Thiên lập tức muốn cười, nếu là thể chất của người bình thường, có lẽ dùng ngân châm sẽ có tác dụng, nhưng thân đồ thạch là võ cổ giả, hơn nữa trước khi kinh mạch xảy ra vấn đề còn là võ cổ giả tiên thiên tầng 8, há có thể trị khỏi bằng ngân châm. Đúng là một chuyện buồn cười. Trong lòng Miêu Mậu Thiên lập tức coi thường y thuật của Dương Bách Xuyên hơn mấy lần. Ông ta cười thảo luận với mấy người Mộc Đạo Nhiên bên cạnh, trong ngôn từ tràn đầy châm chọc. Người vây xem cũng bị loại ngân châm này của Dương Bách Xuyên làm cho sững sờ. Không phải là Dương Điên dựa theo phương pháp châm cứu bình thường chứ? Thế không phải là trò cười sao? Còn không phải à, mấy năm nay cha con thân đồ cầu y khắp nơi nhưng đều không có kết quả gì, nếu ngân châm mà trị khỏi được thì đã trị từ lâu rồi. Xong đời rồi, nhất định Dương Bách Xuyên sẽ thất bại. Vốn cho rằng Dương Điên dám khiêu chiến với Miêu Thánh Thủ thì hẳn phải có chút tài năng, bây giờ xem ra chỉ là vịt chết còn mạnh miệng, cố gắng giữ sỉ diện mà thôi. Ai nói không phải chứ, lần này Dương Bách Xuyên đùa lớn rồi, không chữa khỏi sẽ mất mạng, được không bù nổi mất, chung quy cũng là nghé con không sợ hổ. Chấm chấm chấm. Đám người phía sau bàn tán lung tung cũng không làm ảnh hưởng tới Dương Bách Xuyên, bây giờ anh đã tiến vào trạng thái cực kỳ nghiêm túc. Bắt đầu tập trung không phân tâm. Ba người Lăng Hư Tử và Diệu M Sư Thái cộng thêm Vô Ưu Lão Hòa Thượng của Thiếu Lâm quan sát ngược lại không tỏ ý kiến, nhưng khoảnh khắc Dương Bách Xuyên lấy ngân châm ra, ba người không hẹn mà cùng để lộ chút thất vọng trong ánh mắt. Chỉ có Trần Phong Tứ và Thiên Tuyệt Minh của Võ đang cảm thấy trong lòng tràn đầy lòng tin với Dương Bách Xuyên. Lúc trước bọn họ đã được chứng kiến phương pháp châm cứu của Dương Bách Xuyên thần kỳ bao nhiêu. Có điều lúc này mấy người đều không nói gì, tin vào Dương Bách Xuyên tuyệt đối, đến lúc đó vả xương mặt mấy người này. Trước mắt bao người, Dương Bách Xuyên cầm lên cây ngân châm đầu tiên nhẹ nhàng vẫy lên người thân đồ thạch. Châm M Dương Ngũ Hành mà anh dùng chính là cái có uy lực lớn nhất trong 108 châm pháp, tốc độ 54, âm dương phối hợp với nhau. Ban đầu là dùng châm cứu nhanh, trong nháy mắt kỳ thật Dương Bách Xuyên đã thi triển 54 châm. Trong mắt một số người bên cạnh chỉ là thi triển một châm, chỉ việc vung tay lên. Nhưng trong mắt một số cao thủ giữa sân khác biệt. Nhất là Miêu Mậu Thiên toàn thân đều chấn động, bản thân ông ta chính là đại viên mãn tiên thiên tầng 9 nên thấy rõ mồn một, Dương Bách Xuyên vung tay lên đã thi triển cả 54 châm. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề lại xem hiệu quả. Lần này vẻ mặt cười nhạo của Miêu Mậu Thiên cũng cứng lại. Cả 54 châm được hoàn thành trong một cái phất tay, đây không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được, cho dù là Miêu Mậu Thiên cũng không làm được. Dương Bách Xuyên chỉ thi triển mỗi chiêu thức này đã đánh vào mặt Miêu Mậu Thiên một cái bạt tai. Mà mấy người Lăng Hư Tử cũng đồng thời thấy được chỗ không tầm thường của chiêu thức châm cứu này của Dương Bách Xuyên. Diệu M Sư Thái của Nga Mi hít vào một hơi, cả 54 châm đều được hoàn thành trong thời gian một giây. Chỉ sợ tinh thần lực của Dương Tiểu Hữu đã đạt lên trên đại viên mãn tiên thiên tầng 9 rồi. Vô Ưu Lão Hòa Thượng của Thiếu Lâm híp mắt nói, các người hãy nhìn kỹ vị trí ngân châm trên người thân đồ thạch. Lăng Hư Tử và Diệu M nghe vậy thì nhìn lại, ngay sau đó cả người đều chấn động. Châm hạ thành trận, Diệu M Sư Thái cảm thán. Trận pháp châm cứu thật tinh diệu, hôm nay người trong nghề xem như có thêm kiến thức rồi. Ánh mắt Lăng Hư Tử lóe sáng. Thánh thủ của giới võ cổ sắp ngã xuống, cũng sắp sống lại. Vô Ưu Lão Hòa Thượng nói. Lăng Hư Tử và Diệu M nghe Vô Ưu Lão Hòa Thượng nói đều sững sờ, nhưng hai người lập tức hiểu ý của Vô Ưu Lão Hòa Thượng. Diệu M Sư Thái nhìn Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, đúng vậy, thành tựu y đạo của người này chỉ em Miêu Mậu Thiên cũng không sánh bằng, hôm nay nhất định sẽ có một vị lão thánh thủ ngã xuống, một thánh thủ mới vùng lên. Chuyện này với giới võ cổ mà nói chưa hẳn không phải chuyện tốt. Đúng vậy, mấy năm qua Miêu Mậu Thiên ỷ vào thủ đoạn y thuật mà hoành hành ngang ngược trong giới võ cổ, đã sớm đánh mất y đức, kéo theo toàn bộ đệ tử Miêu trại của ông ta cũng làm việc không kiêng nể gì, thật sự là có chút quá mức. Lăng Hư Tử híp mắt nói. A-di-đà Phật,
lão Tăng cho rằng nếu để Dương Bách Xuyên làm thánh thủ của giới võ cổ thì thích hợp hơn. Hành vi mấy năm nay của một số người miêu trại, lúc lão Tăng du lịch, tiếng oán than của dân gian với miêu trại rất lớn. Có lẽ Miêu Mậu Thiên đã nhập ma, là ma đạo thì nên diệt trừ, trả lại cho giới võ cổ một mảnh trời quang. Vô Ưu lão hòa thượng cũng sâu kín nói. Côn Luân, Thiếu Lâm, Nga Mi là ba môn phái đi đầu đứng thứ ba trong tám đại tông môn nổi tiếng của Hoa Hạ, trong lời nói tạo thành một loại ăn ý. Mọi chuyện vẫn phải xem thủ đoạn của Dương Bách Xuyên, nếu cậu ta thật sự có thể chữa khỏi kinh mạch của thân đồ thạch thì hôm nay đã định sẵn cái chết của Miêu Mậu Thiên. Lăng Hư Tử híp mắt nói. Không sai, xem kết quả đi. Diệu M. Sư Thái cũng tán thành. Cả ba người đều không nói hết, nhưng ai cũng hiểu ý của đối phương. Kỳ thật nguyên nhân thật sự là bốn tông môn lớn Thanh Thành, Thần Tông, M Nguyệt Môn cộng thêm Mật Tông âm mưu muốn mở thông đạo đến Sơn Hải giới. Đây là điều tất cả tông môn ở giới võ cổ không muốn thấy, ai cũng biết rõ hậu quả khi mở thông đạo, đối với bên trái đất mà nói thì chính là một tai họa. Côn Luân, Thiếu Lâm và Nga Mi, các cao thủ phía sau mấy nhà khác đã sớm nhận được tin tức, hiển nhiên muốn ngăn cản. Đối với đám người Lăng Hư Tử, bọn họ không hy vọng miêu trại tham gia vào thế lực phá hoại thông đạo Sơn Hải. Hôm nay vừa lúc Dương Bách Xuyên xuất hiện, đón lấy nhân quả này, ba tông môn đi đầu liền chuẩn bị ra tay với miêu trại để cảnh cáo những thế lực do Thanh Thành Thần Tông cầm đầu không được quấy rối, lại càng không nên ngã về phía Thanh Thành. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Dương Bách Xuyên phải chữa khỏi kinh mạch của thân đồ thạch, thể hiện y thuật cao siêu, từ đó thay thế Miêu Mậu Thiên. Đối với giới võ cổ thì thánh thủ như Miêu Mậu Thiên thật sự có tác dụng rất lớn. Thân là võ cổ giả, việc bị thương là không thể tránh khỏi, dưới tình huống nghiêm trọng thật sự cần Miêu Mậu Thiên chữa trị. Vì vậy mấy năm nay trong bí địa tất cả mọi người đều khiêm nhường, ưu tiên hết thiên tài địa bảo thuộc về phương diện y đạo cho Miêu Mậu Thiên, chính là để ông ta trở thành thánh thủ giới võ cổ, chữa trị bệnh tật thương tích cho mọi người. Thế nhưng mấy năm qua Miêu Mậu Thiên càng ngày càng kiêu ngạo, đã khiến mấy thế lực lớn lấy Côn Luân dẫn đầu bất mãn từ lâu. Nếu không phải y đạo trong giới võ cổ cần thiên phú và kinh nghiệm thì bọn họ đã ra tay với Miêu Mậu Thiên từ lâu rồi. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một Dương Bách Xuyên, điều này khiến cho người đứng đầu của ba thế lực lớn thấy được một người thay thế Miêu Mậu Thiên. Nếu Dương Bách Xuyên thành công chữa khỏi kinh mạch cho thân đồ thạch đã đủ để chứng minh công lực y đạo của Dương Bách Xuyên thâm hậu hơn Miêu Mậu Thiên, đến lúc đó giết Miêu Mậu Thiên chính là kết cục đã định. Chấm chấm chấm. Trong sân, Dương Bách Xuyên cũng không biết suy nghĩ trong lòng Lăng Hư Tử và Diệu M. Sư Thái, Vô Ưu lão hòa thượng, nếu biết nhất định anh sẽ bật cười. Sau khi hoàn thành châm cứu nhanh thì tiến vào giai đoạn châm cứu chậm. 54 châm tiếp theo, mỗi một châm đều phải tiêu hao lượng lớn chân khí và tinh thần lực, nhưng cũng là trình tự mấu chốt. Theo từng châm hạ xuống, linh thức của Dương Bách Xuyên phát hiện khiếu huyệt tắc nghẽn của thân đồ thạch đã có thay đổi. Điều này là do công hiệu của đan kinh mạch lúc trước. Sức mạnh của trận M Dương Ngũ Hành cưỡng ép đả thông sức mạnh khiếu huyệt của thân đồ thạch, mà sức mạnh của đan kinh mạch thì bảo vệ và chữa trị kinh mạch bị tổn hại trong lúc thi châm. O-O-O-N-G. Tiếng ngân châm rung động mãnh liệt truyền rõ vào trong tai thân đồ thạch, theo Dương Bách Xuyên thi triển chuyển rời, thân đồ thạch cảm nhận được đau đớn như kinh mạch trong cơ thể bị thiêu cháy, còn có ngứa ngáy không ngừng. Lan tràn khắp toàn thân anh ta, châm này mạnh hơn châm kia. Mồ hôi trên trán liên tục lăn xuống, thân đồ thạch cũng không nhịn được muốn hét lên thảm thiết, nhưng bị một câu của Dương Bách Xuyên đẩy trở về. Muốn đứng dậy lần nữa, muốn đạt được thành tựu cao hơn trong võ đạo sau này thì nhịn xuống cho tôi. Anh vừa hét lên một cái chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhớ kỹ, anh hét lên một tiếng cũng sẽ khiến tôi diệt vong. Dương Bách Xuyên mặt không biểu cảm. Trên trán anh cũng mồ hôi cuồn cuộn dặn dò thân đồ thạch. Tình huống trong cơ thể thân đồ thạch vô cùng đặc biệt, trong kinh mạch khiếu huyệt tích lũy lượng lớn linh khí, đều là thiên tài địa bảo mà thân đồ thành cương cho anh ta sử dụng trong 10 năm, nhưng do kinh mạch tắc nghẽn nên đọng lại, căn bản không hề quy nạp vào trong đan điền, tất cả đều lưu lại. Mỗi một châm, chân khí của anh đổ vào trong cơ thể thân đồ thạch đều hao phí khá lớn, có thể nói là dùng toàn lực chữa kinh mạch cho thân đồ thạch. Mà thân đồ thạch vốn muốn kêu thảm thiết, bị Dương Bách Xuyên nói như vậy thì cứng họng, anh ta biết Dương Bách Xuyên nói không sai, vì trị liệu kinh mạch mà Dương Bách Xuyên và Miêu Mậu Thiên đã dốc hết toàn tu vi.
so với tu vi của môn chủ Dương, so với ngày sau mình có thể đứng lên một lần nữa, chút đau này thì tính là gì chứ? Mình có thể nhịn, thân đồ thạch tự cổ võ mình, ánh mắt cũng bắt đầu kiên định. Dương Bách Xuyên cười, tiếp tục châm cứu. Khi đếm ngược cuối cùng, nụ cười trên khuôn mặt của Dương Bách Xuyên càng tươi hơn, bởi vì anh đã đả thông hết kinh mạch bị tắc nghẽn của thân đồ thạch. Dùng châm cứu thúc dục chân khí đả thông, sau đó ẩn chứa sinh cơ lực trong kinh mạch, tu vi mạnh mẽ không ngừng đả thông kinh mạch. Chuyện này tương đương với việc đúc lại kinh mạch cho thân đồ thạch, kinh mạch của anh ta sẽ cứng cỏi và rộng hơn so với trước đây, không khoa trương khi nói thân đồ thạch sẽ là một yêu nghiệt cường đại. Một khắc nào đó Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, đâm xuống khiếu huyệt tắc nghẽn cuối cùng của thân đồ thạch. Ầm ầm ầm. Sau khi đâm một châm này, trong cơ thể thân đồ thạch vang lên một loạt tiếng ầm nặng nề, khí tức cường đại từ trên người thân đồ thạch tản ra, khí tức trên người anh ta không ngừng tăng lên. Linh khí thiên địa hội tụ từ bốn phương tám hướng, tràn vào cơ thể thân đồ thạch như rắn nuốt cá voi. Vấn đề kinh mạch của thân đồ thạch không chỉ được Dương Bách Xuyên chữa trị hoàn toàn, mà sau khi kinh mạch thông suốt, linh khí tích lũy trong cơ thể anh ta suốt 10 năm không ngừng vận chuyển luyện hóa. Tu vi của thân đồ thạch bắt đầu đột phá trong nháy mắt. Mọi người đều choáng váng. Tất cả mọi người đều là võ cổ giả thiên thiên, ai cũng biết giờ phút này linh khí thiên địa hội tụ vào cơ thể thân đồ thạch là dấu hiệu tu vi của anh ta tăng lên. Vãi, Dương Bách Xuyên này đúng là chữa khỏi kinh mạch của thân đồ thạch. Không phải sao, tôi đã nói chắc chắn Dương Bách Xuyên là người phi thường, mọi người thấy anh ta chữa khỏi kinh mạch cho thân đồ thạch đúng không? Vừa rồi cậu đâu nói như thế, cậu nói là y thuật miêu mậu thiên cao siêu. Vậy á, tôi có nói thế đâu, chắc là anh nghe nhầm rồi, tôi luôn coi trọng Dương Bách Xuyên mà. Người xem A và người xem B bắt đầu cãi nhau. Lại có người cảm thán, Dương Điên không chỉ chữa khỏi kinh mạch của thân đồ thạch mà còn giúp cậu ta đột phá tu vi, đúng là phép tiên mà. Vậy xem ra y thuật của Dương Bách Xuyên ăn đứt miêu mậu thiên. Xuyệt. Cậu nhỏ giọng chút, muốn chết à, cẩn thận bị Miêu Thánh Thủ nghe được. Sợ gì chứ, bây giờ tôi còn muốn xem lát nữa Miêu Mậu Thiên hét lên mình là lang bang, ha ha. Lần này Miêu Mậu Thiên xem như mất hết thể diện rồi. Tiếng người vây xem trò chuyện vang lên khắp hội trường, đương nhiên Miêu Mậu Thiên có thể nghe được, ông ta là tiên thiên tầng 9 đại viên mãn, đương nhiên những người này tám chuyện ông ta đều nghe thấy. Lúc này mặt Miêu Mậu Thiên xanh xanh rồi lại trắng bệch, ánh mắt dừng lại trên người Dương Bách Xuyên, không ngừng thay đổi, không ai biết trong lòng ông ta đang nghĩ cái gì. Ba người Lăng Hư Tử, Diệu M Sư Thái và Lão Hòa Thượng Thiếu Lâm khiếp sợ nhìn nhau, đều nhìn thấy sát ý từ trong mắt đối phương. Đương nhiên sát ý này nhằm vào Miêu Mậu Thiên, ai nấy đều ăn ý. Bây giờ Dương Bách Xuyên không chỉ chữa khỏi kinh mạch cho thân đồ thạch mà còn giúp anh ta đột phá tại chỗ. Điều này đã cho thấy y thuật của Dương Bách Xuyên mạnh hơn Miêu Mậu Thiên rất nhiều. Trong suy nghĩ của ba người, nếu lát nữa Miêu Mậu Thiên không thực hiện lời hứa với Dương Bách Xuyên, ba người bọn họ có thể ra tay giết. Chỉ cần xem lát nữa Miêu Mậu Thiên xử lý thế nào, với sự hiểu biết của bọn họ về Miêu Mậu Thiên, khả năng cao Miêu Mậu Thiên sẽ không thỏa hiệp. Mà lúc này cơ thể Dương Bách Xuyên suy nhược được mấy người thiên tuyển đỡ ngồi xuống. Thân đồ thạch nhìn con trai thân đồ thạch còn đang tu luyện, cảm nhận được nó đột phá đến tiên thiên tầng 9 sơ cấp, trong lòng ông kích động. 10 năm, tròn 10 năm rồi, con trai thân đồ thạch lại đứng lên đứng nữa, hơn nữa tu vi còn đột phá. Đây đều là nhờ ân của Dương Bách Xuyên. Thân đồ thạch run rẩy, vẻ mặt vô cùng kích động, khom lưng hành lễ thật sâu với Dương Bách Xuyên, nói, môn chủ Dương, đa tạ, đa tạ. Thân đồ đạo hữu nhanh đứng dậy đi. Dương Bách Xuyên đi đến đỡ thân đồ Thành Cương, nhưng thân đồ Thành Cương chẳng những không đứng dậy mà còn quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói, đại ân của môn chủ Dương với cha con thân đồ tôi không thể báo xuể. Hôm nay trước mặt các vị trong giới võ cổ, thân đồ Thành Cương xin môn chủ Dương Bách Xuyên thu nhận cha con thân đồ tôi, sau này cha con tôi nguyện làm trâu làm ngựa vì môn chủ Dương, vì vân môn. Dương Bách Xuyên tốn nhiều công sức như vậy là vì những lời này của thân đồ Thành Cương, mặc dù mặt tái nhợt nhưng trong lòng mừng rỡ, cười ha ha nói, thân đồ đạo hữu có thể gia nhập đại gia đình Vân Môn thì đó là phúc của Vân Môn, Dương mỗ cầu còn không được, tôi đồng ý, nhanh đứng lên đi.
Mặt Thân Đồ Thành Cương cũng lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng nói, Thân Đồ Thành Cương bái kiến môn chủ. Sau khi hành lễ bái chủ đầy trang trọng, lúc này mới đứng dậy. Thân là lão giang hồ, Thân Đồ Thành Cương há có thể không nhìn ra tiềm lực tương lai của Dương Bách Xuyên, xa không nói, hôm nay Dương Bách Xuyên thể hiện luyện đan cùng y thuật, ngày sau có thể có thành tựu lớn trong giới võ cổ. Bái nhập Vân Môn là thật lòng cảm kích báo ân, mà thân phận tán tu cũng giống như không có gốc rễ, cho dù con trai Thân Đồ Thạch lo lắng thì ông cũng đồng ý gia nhập Vân Môn, hơn nữa Vân Môn cũng là môn phái duy nhất trong toàn bộ giới võ cổ dám nhận tán tu. Mà trong lòng Dương Bách Xuyên coi trọng thiên phú và tiềm lực của Thân Đồ Thạch, lúc kiểm tra kinh mạch cho Thân Đồ Thạch đã phát hiện Thân Đồ Thạch có linh căn kim loại đơn hệ, khi linh căn này trưởng thành sẽ có sức chiến đấu rất khủng bố. Hơn nữa trong cơ thể Thân Đồ Thạch tích lũy 10 năm linh khí, sau khi vấn đề kinh mạch của anh ta được giải quyết, Dương Bách Xuyên tin chắc có thể đột phá đến tiên thiên tầng 9. Sự thật chứng minh anh tính toán vẫn có sai sót, Thân Đồ Thạch lập tức đột phá đến tiên thiên tầng 9 sơ cấp, hơn nữa tu vi còn đang tăng lên. Sau khi nâng Thân Đồ Thành Cương dậy, ánh mắt mọi người lập trung lên người Thân Đồ Thạch, đều muốn xem tu vi Thân Đồ Thạch có thể tăng lên tới mức độ nào. Thật sự bởi vì Thân Đồ Thạch hội tụ linh khí thiên địa quá khổng lồ. Ầm ầm. Sau khi một tiếng ầm vang lên, Thân Đồ Thạch từ tiên thiên tầng 9 sơ cấp đột phá lên trung cấp, vẫn tăng lên không dừng lại. Chưa đến 5 phút đã đạt tới tiên thiên tầng 9 trung cấp, đúng là khủng bố. Nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên lại rất bình thường, bởi vì trong cơ thể Thân Đồ Thạch có một vài linh khí gần như thực thể hóa, bây giờ sau khi kinh mạch thông suốt, thực thể tăng lên trong thời gian ngắn cũng là bình thường. Ngay sau đó lại một tiếng vang lên. Có người hít sâu. Mẹ ơi, tiên thiên tầng 9 cao cấp, khí thế vẫn còn tăng lên. Chuyện này, đây là muốn tăng một mạch lên tiên thiên tầng 9 đại viên mãn ư. Không ngờ Thân Đồ Thạch này cũng có thiên phú tu luyện cao như vậy. Chắc mấy cậu không biết. Tôi nghe nói 10 năm trước khi kinh mạch Thân Đồ Thạch không có vấn đề cũng đã là tiên thiên tầng 8, hơn nữa Thân Đồ Thạch đạt tiên thiên khi mới 27 tuổi, nghe nói Yêu Nghiệt Chiêm Khánh Nhân của Côn Lôn đạt tiên thiên năm 28 tuổi. Vãi cứt thật, nói như thế nếu không phải Thân Đồ Thạch vì vấn đề kinh mạch thì cũng có thể là một trong thập đại yêu nghiệt. Chắc chắn rồi. Lúc trong sân đang nghị luận sôi nổi, trong cơ thể Thân Đồ Thạch lại vang lên tiếng nổ ầm. Trời ạ! Tiên thiên tầng 9 đại viên mãn rồi. Lại một yêu nghiệt sinh ra. Thân Đồ Thạch đỉnh thật. Dương Bách Xuyên nở nụ cười, Thân Đồ Thạch thăng cấp tiên thiên đại viên mãn đã vượt qua dự liệu của anh, trong lòng anh vui mừng khôn xiết, người cha Thân Đồ Thành Cương của anh ta đã đại diện gia nhập Vân Môn, nói cách khác ngày sau Vân Môn sẽ có một đệ tử có thể sánh với thập đại yêu nghiệt. Sau khi thăng cấp đến tiên thiên tầng 9 đại viên mãn, khí tức và linh khí trên người Thân Đồ Thạch mới tản đi, anh ta mở hai mắt ra, sau đó đi tới trước mặt Dương Bách Xuyên, bái kiến môn chủ. Đến lúc này hai cha con Thân Đồ đã quy thuận, Dương Bách Xuyên thu nhận được hai đại cao thủ. Sau khi khách sáo một phen, Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm nhìn Miêu Mậu Thiên, nói, Miêu Thánh Thủ, đến lúc ông thực hiện lời hứa rồi. Miêu Mậu Thiên khinh thường Dương Bách Xuyên như thế, Dương Bách Xuyên há có thể quên ông ta. Dương Bách Xuyên nói xong, ánh mắt mọi người trong sân đều đổ dồn vào Miêu Mậu Thiên. Bao gồm nhìn Lăng Hư Tử, Diệu M Sư Thái và Lão Hòa Thượng. Trở thành tiêu điểm, sắc mặt Miêu Mậu Thiên sầm lại, thật sự ông ta không ngờ Dương Bách Xuyên có thể chữa khỏi kinh mạch cho Thân Đồ Thạch. Bây giờ không chỉ chữa khỏi mà còn giúp tu vi Thân Đồ Thạch đột phá đến tiên thiên tầng 9 đại viên mãn, đứng trong hàng ngũ cao thủ võ cổ giả. Lúc này Miêu Mậu Thiên phải nói mình là lang băm trước mặt hàng trăm người, còn phải hứa rời khỏi y đạo giới cổ võ, đúng là muốn mạng của ông ta. Nhưng có đám người Lăng Hư Tử, Lão Đạo và Diệu M Sư Thái nhìn chằm chằm, ông ta không có đường lui. Suy nghĩ một lúc, trong ánh mắt Miêu Mậu Thiên nhìn Dương Bách Xuyên đầy sát ý, ông ta nghĩ chỉ cần giết chết Dương Bách Xuyên, y đạo giới võ cổ vẫn là thiên hạ của Miêu Mậu Thiên ông ta. Đi về phía trước một bước. Ông ta đi về phía Dương Bách Xuyên, từ từ nói, được, lão phu thực hiện lời hứa của mình, Miêu Mậu Thiên tôi là. Nói đến đây, Miêu Mậu Thiên đột nhiên trưởng về phía Dương Bách Xuyên, vẻ mặt điên cuồng nói, lão phu giết chết mày. Ông dám. Miêu Mậu Thiên lớn mật. Láo xược.
mấy người Lăng Hư Tử giận dữ, bọn họ không ngờ Miêu Mậu Thiên lại đột ngột ra tay với Dương Bách Xuyên. Vốn dĩ tất cả mọi người đều nhìn thấy Miêu Mậu Thiên sầm mặt, đã nói khúc đầu Miêu Mậu Thiên tôi. Nhưng ai ngờ ông già xảo trá này đột nhiên đánh một chưởng về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên híp mắt, không nhúc nhích. Lúc này bên trái bên phải của anh là cha con thân đồ, không cần anh ra tay, hai cha con có thể đánh lại. Dương Bách Xuyên tin rằng cha con thân đồ sẽ không thờ ơ. Đây cũng được xem là một bài kiểm tra. Quả nhiên thân đồ thạch hừ lạnh một tiếng, đi trước một bước, đứng ra chắn trước người Dương Bách Xuyên, một quyền nghênh đón bàn tay Miêu Mậu Thiên. Thân đồ Thành Cương cũng không chịu tụt lại phía sau, cùng với con trai thân đồ thạch đánh lại Miêu Mậu Thiên. Mấy người Lăng Hư Tử nhìn thấy cha con thân đồ ra tay, vẻ mặt thả lỏng. Bọn họ đúng là sợ Dương Bách Xuyên chịu thiệt, dù sao Miêu Mậu Thiên là tiên thiên tầng 9 đại viên mãn, mà Dương Bách Xuyên là tiên thiên tầng 9 cao cấp, hai người chênh lệch nửa cấp. Nhưng ở giai đoạn cuối tiên thiên này, chênh lệch nửa cấp là cách nhau một trời một vực. Cũng may cha con thân đồ ở bên cạnh Dương Bách Xuyên, cộng thêm thân đồ thạch vừa mới thăng cấp tiên thiên tầng 9 đại viên mãn, mặc dù thân đồ Thành Cương là tiên thiên tầng 9 cao cấp, nhưng luận thực lực thì không kém cao thủ đại viên mãn ở đây. Đối đầu với Miêu Mậu Thiên sẽ không để cho Dương Bách Xuyên bị thương. Trong mắt mấy người Lăng Hư Tử, mặc dù Dương Bách Xuyên không nhúc nhích nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng, anh đã phòng Miêu Mậu Thiên từ lâu. Con cáo nhỏ này, Lăng Hư Tử cảm thán trong lòng. Trong khoảnh khắc, cha con thân đồ và Miêu Mậu Thiên cùng chiến đấu. Sau khi hai bàn tay va chạm, một tiếng động lớn phát ra. Giữa sân, ba người có chân nguyên cường đại quét bụi bặm bay khắp nơi. Bên ngoài trận chiến, trong mắt Dương Bách Xuyên, thực lực lão già Miêu Mậu Thiên đúng là bất phàm, một người có thể ứng phó với hai người. Dù sao cũng là tiên thiên tầng 9 đại viên mãn lâu đời, không giống với người mới tăng cấp đại viên mãn. Nhìn cảnh chiến đấu giữa sân, Dương Bách Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Có thể thấy thân đồ thạch vừa mới thăng cấp đại viên mãn đánh nhau với Miêu Mậu Thiên vẫn hơi cứng nhắc. Thứ nhất là thực lực chênh lệch, thứ hai là thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Nếu không phải có thân đồ Thành Cương ở bên cạnh giúp đỡ, không chừng thân đồ thạch đã bị Miêu Mậu Thiên làm trọng thương từ lâu. Hôm nay Miêu Mậu Thiên ra tay đã cho thấy ông ta không giữ lời hứa, vậy thì dù Dương Bách Xuyên ra tay giết ông ta cũng không tính là vi phạm quy định không được chém giết của Sơn Cốc. Hơn nữa lúc trước đám người Lăng Hư Tử cũng làm nhân chứng cho việc đánh cược của hai người. Miêu Mậu Thiên không giữ lời hứa cũng là đánh vào mặt mấy người Lăng Hư Tử, Dương Bách Xuyên tin mấy người bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho Miêu Mậu Thiên. Ngoài ra Dương Bách Xuyên luôn chú ý đến một thanh niên trong sân, thanh niên này đã đi theo bên cạnh Miêu Mậu Thiên ngay từ đầu, không cần phải nói, chắc chắn là người của Miêu Trại. Anh chú ý đến thanh niên này không chỉ vì ngay từ đầu hắn đã ở bên cạnh Miêu Mậu Thiên, mà là bởi vì Dương Bách Xuyên cảm giác trên người thanh niên này có loại khí tức tu luyện rất lạ kỳ, cảm giác rất quỷ dị. Dường như thanh niên Miêu Trại này vốn không phải là người, mà là một con trùng thú. Tóm lại rất kỳ quặc, thanh niên ăn mặc trông cũng khác với người bình thường, mặc quần áo lạ mắt, trên đầu có ba bím tóc lớn. Nếu không phải là anh ta trông nhiều lông mắt lại to thì nhìn từ phía sau giống như phụ nữ vậy. Trọng điểm là tu vi võ đạo của thanh niên này cũng không thể xem thường. Cũng là tiên thiên tầng 9 cao cấp như anh. Từ khi Miêu Mậu Thiên ra tay đến giờ, Dương Bách Xuyên phát hiện ánh mắt thanh niên nhìn qua mình nhiều lần, chẳng biết vô tình hay cố ý, cuối cùng nhìn giữa sân. Dương Bách Xuyên hỏi Thiên Tuyệt bên cạnh, Thiên Tuyệt có biết thanh niên trên đầu có ba bím tóc lớn là người nào không? Thiên Tuyệt vừa nhìn nói, sư tổ, tôi có biết. Người này tên là Miêu Long, là thiếu chủ Miêu Trại, là người đứng thứ 5 trong thập đại yêu nghiệt. Nói vậy thì là người đặc biệt, Dương Bách Xuyên híp lại nói. Thiên Tuyệt trịnh trọng nói, sư tổ, phàm là người có thể nằm trong bảng yêu nghiệt thì không ai là hạng người đơn giản, không thể khinh thường. Những người này được gọi là yêu nghiệt là vì không giống người thường, ai ai cũng có sức chiến đấu vượt cấp. Trong đầu Dương Bách Xuyên nhớ lúc trước yêu nghiệt Đinh Thiện cùng Mộc Thiên Thành chết trong tay mình, bọn họ xếp thứ 8 thứ 9, lúc trước chiến đấu đã bày ra toàn bộ sức mạnh, đúng là bất phàm. Huống chi là nhân vật đứng trong top 5 của thập đại yêu nghiệt. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã biết. Gầm. Đang lúc Dương Bách Xuyên thảo luận về Miêu Long với Thiên Tuyệt, trong sân đột nhiên vang lên tiếng rồng gầm.
quay đầu lại thấy trong tay thân đồ thành cương là huyền M giao long lấp lánh, linh khí dao động rất mạnh, hung hăng quất một roi về phía Miêu Mậu Thiên. Khi huyền M giao long trong tay thân đồ thành cương biến ra, trong ánh mờ mờ, có bóng dáng giao long màu xám đen xuất hiện, gần lên một tiếng, mở cái miệng như chậu máu lau về phía Miêu Mậu Thiên, khí thế ngút trời như muốn một ngụm nuốt trọn Miêu Mậu Thiên. Mà trên cánh tay trái của thân đồ thạch xuất hiện một vết thương tận xương, hẳn là vừa rồi trong lúc anh đang nói chuyện phiếm với Thiên Tuyệt thì anh ta bị Miêu Mậu Thiên đả thương, kết quả thân đồ thành cương nhìn thấy con trai mình bị thương thì tung chiêu cực mạnh của ông ta. Huyền âm hối khí, giao long tái thiên. Thân đồ thành cương vừa hét, huyền M giao long gầm gừ, hư ảnh hung hăng đánh vào Miêu Mậu Thiên. Hừ. Miêu Mậu Thiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cứng lại, nhìn giao long của thân đồ thành cương nhào tới, ánh sáng lạnh lẽo trong tay lóe lên, trong hai tay xuất hiện hai thanh đao nhỏ giống như đao phẫu thuật. Hai thanh đao lập tức bay về phía huyền âm giao long của thân đồ thành cương. Xèo xèo. Hai con dao chỉ dài bằng một ngón tay, nhưng sau khi bay ra khỏi tay Miêu Mậu Thiên, gió lạnh thổi qua, trong nháy mắt hóa thành hai thanh khổng lồ dài khoảng 3 mét, hơn nữa là một âm một dương, một thanh lạnh lẽo rùng mình, một thanh đỏ rực nóng bỏng. Dương Bách Xuyên ở xa cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh và sức nóng. Gào. Rầm rầm. Huyền M giao long cùng hai thanh đao Miêu Mậu Thiên giao nhau, phát ra tiếng kinh thiên động địa. Nhưng chính lúc này, trong tay Miêu Mậu Thiên lại lóe ra hai thanh phi đao giống hệt lúc trước, phóng về phía thân đồ thành cương. Không xong rồi, sợ là thân đồ thành cương phải chịu thiệt, trong nghe đồn trong tay Miêu Mậu Thiên có một bộ thất tinh phi đao là thần binh cực phẩm, bây giờ đã phóng 4 thanh rồi, còn 3 thanh nữa. Thiên Tuyệt lo lắng nói. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì sửng sốt, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên Miêu Mậu Thiên lại bắn 2 thanh trong tay ra, sau đó lại bắn 3 thanh phi đao. Đúng là có 7 thanh phi đao. Thanh nào cũng nghênh đón gió lớn hóa thành dao lớn 3 thước, bắn về phía cha con thân đồ thành cương. Trong lúc Miêu Mậu Thiên cười lạnh, phất tay về phía cha con thân đồ, trên tay ông ta lại xuất hiện sương mù màu vàng dày đặc. Không ổn rồi, là sương mù độc, mọi người lui về sau. Lăng Hư Tử gào lên. Đúng lúc này, Miêu Long mà Dương Bách Xuyên vẫn luôn chú ý bắt đầu di chuyển. Cơ thể chớp động, lao về phía thân đồ thành cương. Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, cũng xông về phía giữa sân, cuộc chiến này nên kết thúc rồi. Hiển nhiên lúc này Miêu Mậu Thiên đã lấy ra lá bài tẩy cuối cùng, bắt đầu liều mạng. Đương nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không trơ mắt nhìn cha con thân đồ bị thương. Kiếm đồ long xuất hiện trong tay, bổ một kiếm về phía Miêu Long đang muốn tiếp viện cho Miêu Mậu Thiên. Đồng thời dùng ý niệm thúc đẩy long lân chém về phía Miêu Mậu Thiên. Anh giơ một tay lên, tay vừa di chuyển, hạ lệnh linh trùng nhân diện đánh lén Miêu Mậu Thiên từ sau lưng, nếu Miêu Mậu Thiên không biết xấu hổ thì anh cũng không quan tâm nữa. Hôm nay phải giết chết lão già này. Không vì cái gì khác, chỉ để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt những con quái vật già này, nếu không thể hiện thực lực của mình, không chém giết Miêu Mậu Thiên. Thì ai biết sau khi đi bí địa kia, có bao nhiêu người sẽ nhớ thương sau lưng mình chứ? Nói thật với mấy con quái vật già như Lăng Hư Tử, trong lòng Dương Bách Xuyên đều kiêng kỵ lo lắng. Trong nháy mắt sau khi ra tay, vì để một đòn chém giết Miêu Mậu Thiên đạt hiệu quả uy hiếp, Dương Bách Xuyên còn hét lớn trong lòng, lão đầu tử, phối hợp với con giết chết Miêu Mậu Thiên. Thằng nhóc con đúng là nhiều chuyện. Giọng điệu của Vân Thiên Tạo oán giận, nhưng lần đầu tiên đáp lại. Dương Bách Xuyên biết phản ứng của sư phụ là tín hiệu tốt nhất, nói rằng ông ấy sẽ giúp mình. Một kiếm bổ về phía Miêu Long là không muốn để cho Miêu Long đục nước béo cò, làm cha con thân đồ bị thương. Long lân tấn công trực diện là để đánh lạc hướng Miêu Mậu Thiên, để cho trùng đánh lén sau lưng. Đi lên, đúng lúc điện thoại di động lại vang lên. Alo, trời ạ, Tổng Giám Đốc, anh vừa đi đâu vậy? Sao gọi cho anh mãi mà anh không nghe máy? Bệnh viện bên này xảy ra chuyện rồi. Có sự giúp đỡ của sư phụ Vân Thiên Tà thì khác hẳn, chỉ cần ông hơi tác động đến thần hồn của Miêu Mậu Thiên thì lão ta chết chắc. Bởi vì Dương Bách Xuyên sử dụng toàn bộ mấy tuyệt chiêu mình có. Hơn nữa hai bên tính kế lẫn nhau, Miêu Mậu Thiên khó mà tránh né. Tuy nhiên, khói độc phun ra từ trong tay lão già này vẫn khiến Dương Bách Xuyên kinh hãi. Mặc dù anh đã nín thở ngay lập tức,
nhưng độc tố vẫn chui vào cơ thể từ lỗ chân lông khiến anh choáng váng tê liệt, song vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của anh. Anh vận chuyển chân khí trong cơ thể cũng có thể xua tan những độc tố này. Hơn nữa, trùng tử tấn công không tạo ra sóng linh khí, rất khó phòng ngự. Bây giờ lại có thêm sư phụ giúp đỡ, lần này ra tay Dương Bách Xuyên định chết lão già Miêu Mậu Thiên này trong một lần luôn. Vả lại tình hình ở đây hơi hỗn loạn, nhưng may mà vẫn nằm trong tầm khống chế của Dương Bách Xuyên. Ba con nhà thân đồ phải đối mặt với 7 phi đao của Miêu Mậu Thiên, tuy hơi khó khăn nhưng không đến mức tổn thương tới tính mạng. Nhưng Miêu Long đột nhiên vào trận tấn công, ba con nhà thân đồ rơi vào nguy hiểm. Vì vậy Dương Bách Xuyên dồn toàn lực vào một nhát kiếm đồ long, không mong đả thương tên Miêu Long yêu nghiệt của Miêu trại này, chỉ nhằm giảm bớt áp lực cho ba con nhà thân đồ, không để họ bị trọng thương là được rồi. Khi kiếm khí huyền hoàng trong kiếm đồng long hung hãn chém về phía Miêu Long cảm thấy nguy hiểm, đành phải từ bỏ đánh lén thân đồ, quay lại đối phó với một kiếm của Dương Bách Xuyên. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên điều khiển vảy rồng bay thẳng tới đầu Miêu Mậu Thiên. Vảy rồng mang theo ánh sáng màu vàng nhạt lướt qua như tia chớp. Một kích này nhanh, chuẩn, ác. Miêu Mậu Thiên biến sắc, không dám lơ là. Lão ta có thể cảm nhận rõ xúc cảm lạnh lẽo trên vảy rồng của Dương Bách Xuyên, không thể tập trung điều khiển 7 thanh phi đao đối phó với ba con nhà thân đồ, khiến áp lực phía ba con họ giảm đáng kể. Thân đồ Thành Cương vung vẩy huyền M giao long trong tay, cố gắng đối phó với 4 thanh phi đao của Miêu Mậu Thiên. Ba thanh phi đao còn lại bay về phía thân đồ Thạch. Thân đồ Thạch thầm hừ lạnh, trong tay lóe lên tia sáng trắng, tức thì một cây giáo dài xuất hiện. Thanh giáo này mang khí tức mạnh mẽ, cũng là thần binh cực phẩm. Thân đồ Thạch vung giáo chặn 3 thanh phi đao của Miêu Mậu Thiên. Keng keng keng. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên liên tiếp. Dương Bách Xuyên liếc thấy cảnh này, biết là nguy cơ phía thân đồ đã được giải trừ. Anh tức khắc tập trung sự chú ý vào vết thương trên người Miêu Mậu Thiên. Thật ra một mình anh phải đối phó với 3 phía, không hề nhàn rỗi. Chỉ thấy Miêu Mậu Thiên hét lên, chân nguyên trong tay ngưng tụ lượng linh lực khổng lồ, tạo thành một tấm khiên chân nguyên ngũ hành che trước người, dùng để chắn vảy rồng của Dương Bách Xuyên. Nhưng cùng lúc đó, phía sau lão ta vang lên một tiếng thét chói tai, đại trưởng lão cẩn thận, đằng sau có dị trùng. Người nhắc nhở Miêu Mậu Thiên không phải ai khác mà chính là Miêu Long. Miêu Mậu Thiên biết Miêu Long có thiên phú đặc biệt trên phương diện trùng thú trong trời đất, tuy lão ta không nhận thấy có dị trùng công kích, nhưng Miêu Long nói có thì 100% là có. Miêu Mậu Thiên kinh hãi, ngay cả cao thủ tiên thiên tầng 9 đại viên mãn như lão ta cũng không cảm ứng được, chắc chắn dị trùng trong lời nhắc nhở của Miêu Long vô cùng mạnh. Miêu Mậu Thiên không thèm nghĩ ngợi, bắt đầu thúc giục chân nguyên trong cơ thể, định dùng bí pháp để né tránh. Đúng lúc này, Miêu Mậu Thiên đột nhiên cảm thấy đầu đau nhói, lập tức sợ hết hồn. Cảm giác này lão ta rất quen thuộc, đó là tấn công tinh thần lực. Lão ta lập tức phản kích, nhưng tinh thần lực tấn công lão ta quá mạnh, có ảo giác như đã đạt tới đỉnh cao. Vị trí tinh thần lực của Miêu Mậu Thiên bị tinh thần lực mạnh quá đỗi này làm nổ tung, ý thức rơi vào trạng thái trống rỗng. Cùng lúc đó, Miêu Mậu Thiên cảm thấy sau gáy tê dần, đồng thời cũng nhìn thấy Dương Bách Xuyên xuất hiện trước mặt mình với nụ cười lạnh lùng, sau đó vung tay giáng một chưởng lên đầu mình. Lúc này thần hồn của Miêu Mậu Thiên đã chịu xung kích cực lớn, lão ta không thể nhúc nhích. Chỉ biết trơ mắt nhìn Dương Bách Xuyên vỗ một chưởng vào đầu mình. Ầm. Miêu Mậu Thiên cảm nhận rõ sau lưng đau nhói, đan điền bị phá hủy. Không cần hỏi cũng biết chắc là dị trùng lúc nãy Miêu Long nhắc nhở đã đánh lén. Ngay sau đó, đầu bị một chưởng của Dương Bách Xuyên đập vỡ. Tại thời khắc cuối cùng, lão ta giận dữ gào thét, lão phu không cam lòng. Sau đó, Miêu Mậu Thiên rơi vào bóng tối vô tận. Lúc này, tất cả đều dừng lại. Miêu Mậu Thiên thánh thủ y đạo giới võ cổ, cao thủ của Miêu trại là một trong những tông môn lâu đời ở Trung Quốc, cao thủ võ cổ tiên thiên tầng 9 đại viên mãn bị Dương Bách Xuyên giết chết. Keng keng. Miêu Mậu Thiên vừa chết, 7 thanh phi đao do ông ta điều khiển lập tức rơi xuống đất, biến về 7 phi đao mini to bằng đầu ngón tay, trở thành vật vô chủ. Dương Bách Xuyên mỉm cười nhìn cái xác không đầu của Miêu Mậu Thiên. Trận chiến kinh hoàng này đạt được hiệu quả như anh dự đoán. Đương nhiên là nhờ có sư phụ Vân Thiên Tà âm thầm gian lận hỗ trợ nên anh mới có thể giết chết Miêu Mậu Thiên trong thời gian 3 hơi thở ngắn ngủi.
một đốm sáng trắng lóe lên, bay từ trong thi thể Miêu Mậu Thiên ra ngoài, im hơi lặng tiếng chui vào lỗ tai Dương Bách Xuyên. Trùng tử lại lập công rồi. Dương Bách Xuyên gọi vảy rồng về, tay cầm trường kiếm đứng nhìn về phía Miêu Long, nhưng chẳng biết đối phương đã chuồn từ bao giờ, anh cũng không đi tìm. Ở bên kia, trên ngực thân Đồ Thành Cương có một vết thương dài một thước do phi đao của Miêu Mậu Thiên gây ra, vết thương trên cánh tay thân Đồ Thạch sâu tận xương. Nhưng nói chung là ba con nhà thân Đồ không có gì đáng ngại. Lúc này bầu không khí lặng ngắt như tờ. Mọi người gồm Lăng Hư Tử, Diệu M Sư Thái, Lão Hòa Thượng Vô Ưu. Đều không ngờ Dương Bách Xuyên lại ra tay sấm rền chớp giật như vậy, vừa ra tay đã giết chết Miêu Mậu Thiên có tu vi tiên thiên tầng 9 đại viên mãn chỉ trong thời gian ba hơi thở ngắn ngủi. Thật sự khiến mọi người khó lòng tiếp nhận, nỗi chấn động trong lòng khó diễn tả thành lời. Trong giới võ cổ ngày nay, cao thủ trên đỉnh kim tự tháp công khai với bên ngoài chính là tiên thiên tầng 9 đại viên mãn. Nhưng, một người mạnh như Miêu Mậu Thiên lại mất mạng gần như ngay lập tức trong tay Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên khiến mọi người có mặt ở đây cực sốc. Lăng Hư Lão Đạo, Diệu M Sư Thái và Lão Hòa Thượng Vô Ưu đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ khó tin trong mắt đối phương. Đối với ba người họ mà nói, giết Miêu Mậu Thiên không khó, cái khó là có thể giết trong thời gian ba hơi thở. Cả ba đều không làm được chuyện này. Điều quan trọng nhất là cảnh giới tu vi của Dương Bách Xuyên chỉ là tiên thiên tầng 9 cao cấp, kém Miêu Mậu Thiên nửa cấp. Vậy mà anh lại giết được Miêu Mậu Thiên. Giết một cao thủ tiên thiên tầng 9 đại viên mãn một cách nhanh gọn lẹ. Nếu nói ba người Lăng Hư Tử không kinh ngạc thì đó là nói dối. Bọn họ đều nhìn thấy nỗi lo lắng trong mắt nhau, nhưng nghĩ lại thì nhà mình cũng có yêu nghiệt như Dương Bách Xuyên nên yên tâm hơn một chút. Miêu Mậu Thiên gieo gió gặt bão, và lại cả ba người đứng đầu đều có ý định tiêu diệt Miêu Mậu Thiên, cho nên bọn họ không có ý kiến gì về việc Dương Bách Xuyên giết Miêu Mậu Thiên. Lăng Hư Tử hắng giọng nói, hôm nay Miêu Mậu Thiên và Dương Bách Xuyên đạo hữu đã đánh cược với nhau, ông ta chết chưa hết tội, mọi người đều chứng kiến. Lão đạo đề nghị sau này để Dương Bách Xuyên đảm nhận danh hiệu thánh thủ giới võ cổ. Ở bí địa mọi người thu hoạch hoặc là có thiên tài địa bảo về mảng linh dược thì hãy lấy Vân Môn làm đầu. Đạo trưởng Lăng Hư nói có lý. Được, sau này các loại linh dược nên ưu tiên cho Vân Môn. Đề nghị này rất hay. Ý kiến của Lăng Hư Tử nhận được sự hưởng ứng của tất cả mọi người ở đây. Không ai ngốc cả, thực lực mà Dương Bách Xuyên thể hiện ra cũng đủ để nhận được sự tôn trọng của mọi người. Ai nấy đều bắt đầu toan tính phải tạo quan hệ tốt với Dương Bách Xuyên. Không thấy Lăng Hư Tử nói rõ rồi sao, sau này Dương Bách Xuyên chính là thánh thủ giới võ cổ thay thế Miêu Mậu Thiên đấy. Mọi người đều thấy Dương Bách Xuyên có thể chữa khỏi kinh mạch cho thân Đồ Thạch. Chứng tỏ y đạo của anh còn cao siêu hơn Miêu Mậu Thiên, đây là chuyện tốt với giới võ cổ. Dương Bách Xuyên không hiểu những lời Lăng Hư Tử nói cho lắm. Thiên Tuyệt ở bên cạnh mỉm cười giải thích, sư tổ, trước kia Miêu Mậu Thiên là thánh thủ giới võ cổ, nếu tài nguyên mà các tông môn lấy được là linh dược hoặc là thiên tài địa bảo có liên quan đến y đạo cứu người, thì đều để cho Miêu Mậu Thiên lựa chọn và phân phối trước. Vì vậy, ý của Lăng Hư Tử là để cho ngài làm thánh thủ giới võ cổ. Như vậy ngài cũng được hưởng đãi ngộ này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là khi mọi người bị thương hoặc mắc bệnh khó nói, thánh thủ phải cố gắng chữa trị trong khả năng của mình. Dương Bách Xuyên nghe xong lập tức vui vẻ. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Ok luôn. Anh lập tức bày tỏ thái độ trước mặt tất cả mọi người, nếu võ cổ giả mắc bệnh, chỉ cần anh có thể chữa trị thì tuyệt đối không từ chối. Lời hứa hẹn này nhận được thiện cảm từ mọi người. Ở đây chỉ có mấy người Mộc Đạo Nhiên mặt đen như đít nồi, ỉu xìu trốn khỏi đám đông. Dương Bách Xuyên giết Miêu Mậu Thiên, đồng thời thay thế Miêu Mậu Thiên trở thành thánh thủ y đạo giới võ cổ, lại thêm ba con nhà thân Đồ quy phục anh, đúng là thu hoạch lớn. Trên hết là thực lực của anh đã được mọi người công nhận, sức chấn nhiếp mang lại hiệu quả rõ rệt. Làm cho bốn tông môn lớn điển hình là Thanh Thành do Mộc Đạo Nhiên cầm đầu không dám làm loạn nữa, ủ rũ bỏ đi. Sau khi trận chiến kết thúc, mọi người giải tán, nhưng vẫn có vài người ở lại. Lăng Hư Tử và Chiêm Khánh Nhân phái Côn Luân, Diệu M Sư Thái và Mai Thi Dĩnh phái Nga Mi, thầy trò Lão Hòa Thượng Vô Ưu phái Thiếu Lâm. Dương Bách Xuyên thấy mấy người này chưa đi, biết là bọn họ ở lại nhất định có việc,
anh bèn bước tới nói, mời các vị vào lều nói chuyện. Ba người Lăng Hư Tử cười ha hả đáp, đi nào, chúng ta tới lều của Dương đạo hữu xin một tách trà uống. Đúng lúc lão tăng khát nước, lão hòa thượng vô ưu phụ họa. Diệu M sư thái khẽ mỉm cười đi theo. Sau khi vào trong lều, Dương Bách Xuyên bảo Thiên Tuyệt pha trà. Mọi người ngồi xuống, Lăng Hư chủ động giới thiệu, Dương đạo hữu, trước tiên tôi giới thiệu mọi người cho cậu. Diệu M sư thái thì cậu biết rồi. Tiếp đó, ông ấy chỉ vào thầy trò lão hòa thượng Vô Ưu, vị này là đại sư Vô Ưu phái Thiếu Lâm và đồ đệ của ông ấy Liễu Phàm. Sau một hồi giới thiệu, Dương Bách Xuyên biết được Liễu Phàm thức đồ đệ của lão hòa thượng Vô Ưu không phải người đơn giản, cậu ta là người đứng thứ hai trong thập đại yêu nghiệt. Có thể nói hiện tại trong lều toàn là cao thủ nức tiếng, Lăng Hư Tử phái Côn Luân, lão hòa thượng Vô Ưu phái Thiếu Lâm, Diệu M sư thái phái Nga Mi. Cả ba đều là cao thủ, tông môn phía sau họ là ba tông hùng mạnh nhất trong tám tông môn lớn ở Trung Quốc. Thanh niên cùng độ tuổi thì có Chiêm Khánh Nhân phái Côn Luân đứng đầu bảng yêu nghiệt, tiểu hòa thượng Liễu Phàm phái Thiếu Lâm xếp thứ hai, Mai Thì Dĩnh phái Nga Mi xếp thứ ba. Quả là cao thủ thế hệ cũ lẫn lớp người mới hội tụ. Dương Bách Xuyên biết ba người Lăng Hư Tử có việc muốn nói, bèn hỏi thẳng, đạo trưởng Lăng Hư, ba vị có việc gì căn dặn? Sự bộc trực của anh khiến ba người sửng sốt. Lăng Hư Tử cười khẽ, Dương đạo hữu thật thẳng thắn. Thôi được, lão đạo cũng không lòng vòng mà nói thẳng luôn. Quả thật chúng tôi có việc cần hỏi ý kiến, không phải căn dặn. Sau lời chào đón, ông ấy nói, chúng tôi muốn hỏi Dương đạo hữu có còn đan kinh mạch không? Chúng tôi sẵn lòng đổi bằng linh dược có giá trị tương đương. Dương Bách Xuyên mỉm cười, biết ngay là ba người này ở lại vì đan dược. Xưng hô cũng ngang hàng, đổi thành đạo hữu. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cảm thán về hiện thực giới võ cổ, tất cả phải dựa vào thực lực nói chuyện. Trong mắt Lăng Hư Tử, một tên Miêu Mậu Thiên đã chết còn không quan trọng bằng đan kinh mạch trong tay Dương Bách Xuyên. Chỉ có mấy lão quái vật cấp bậc như bọn họ mới biết nhìn hàng. Lần này Dương Bách Xuyên có thể thành công chữa khỏi kinh mạch của thân đồ thạch hoàn toàn là nhờ đan kinh mạch trong tay anh. Bọn họ là lão quỷ đã sống hơn trăm năm, còn là nhân vật quan trọng trong tông môn lâu đời, ai cũng nắm rõ các loại đan dược được ghi trong một số điển tịch. Bọn họ cho rằng đan kinh mạch trong tay Dương Bách Xuyên là đan dược chính cống chỉ có ở Sơn Hải giới thần bí. Đồ vật đẳng cấp như thế bỏ xa đan dởm mà các gia tộc giới võ cổ luyện chế ra. Vì vậy mấy người họ thấy mà thèm. Nhất là đan dược chữa trị kinh mạch lại càng hiếm có. Mọi người đều biết tu luyện vận khí là dựa vào kinh mạch trong cơ thể càng rộng càng vững thì tu luyện càng thuận lợi và nhanh chóng. Nếu dùng đan kinh mạch, nói không chừng có thể giúp tu vi của bản thân tiến thêm một bước. Mấy lão quái vật bọn họ đã là tiên thiên đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là thần thoại hư cảnh. Người khác không biết. Chứ bọn họ biết rõ số lượng hư cảnh khắp giới võ cổ chưa đầy một bàn tay, đó mới là nhân vật thần tiên chân chính. Không nói đâu xa, Lôi Đình phái Côn Luân, tức Tửu Tiên đang ở Vân Môn chính là một trong số đó. Hư cảnh giả mới là đại năng mà cả giới võ cổ hướng tới. Ai mà chẳng muốn thăng cấp lên hư cảnh. Mấu chốt là đột phá hậu kỳ rất khó, khó như lên trời. Hôm nay đan dược của Dương Bách Xuyên vừa xuất hiện. Mùi thuốc tràn ngập khắp sơn cốc. Đối với đám lão quỷ Lăng Hư Tử mà nói, đây quả thật là sức hấp dẫn khó có thể cưỡng lại. Vì thế, bọn họ mặt dày ở lại hòng lấy được đồ tốt từ chỗ Dương Bách Xuyên. Không thì Lăng Hư Tử đâu dễ dàng tuyên bố để Dương Bách Xuyên thay thế địa vị của Miêu Mậu Thiên ở giới võ cổ, cho anh danh tiếng và lợi ích. Nghe Lăng Hư Tử nói vậy, Dương Bách Xuyên đảo mắt nhìn ba lão quỷ, thấy được vẻ mong chờ trong mắt đối phương. Anh cũng hiểu ra vì sao hôm nay bọn họ lại công khai giúp đỡ mình. Thì ra là nhắm trúng đan kinh mạch trong tay anh. Nhưng Dương Bách Xuyên đã nhìn thấu hiện thực giới võ cổ từ lâu. Điều này cũng nằm trong dữ liệu của anh. Một lò đan kinh mạch luyện được 9 viên, thân đồ thạch đã dùng 1 viên. Trong tay Dương Bách Xuyên còn 8 viên. Nếu có đầy đủ nguyên liệu thì sau này anh luyện chế là được. Nhưng xem ra hôm nay không thể không giao dịch với Lăng Hư lão đạo, Diệu M sư thái và lão hòa thượng Vô Ưu phái Thiếu Lâm. Tuy nhiên đây không phải là chuyện xấu với Dương Bách Xuyên, dù sao trong mắt anh đan kinh mạch không phải đan dược cao cấp gì, song trong mắt ba người Lăng Hư Tử thì nó là bảo vật.
Dương Bách Xuyên cũng biết điều này liên quan đến thân phận và tầm mắt của anh. Có một sư phụ thập nhị kiếp tán tiên mạnh mẽ bên cạnh, đan kinh mạch không lọt vào mắt anh. Trong mắt sư phụ Vân Thiên Tà, nó chỉ là đan dược cấp thấp mà thôi. Điểm khác biệt là lần này anh luyện chế đan kinh mạch đã cho thêm nước sinh mệnh, dẫn đến phẩm cấp của đan kinh mạch có sự thay đổi lớn. Nói một cách chặt chẽ thì nó không còn là đan kinh mạch chính cống, mà là đan kinh mạch biến dị. Mấy người Lăng Hư lão đạo ngấp nghé cũng chẳng có gì lạ. Dương Bách Xuyên nhìn Lăng Hư lão đạo, mỉm cười nói, không giấu gì đạo trưởng Lăng Hư, đúng là tôi còn mấy viên đan kinh mạch. Thế nhưng nguyên liệu và quá trình luyện chế đan kinh mạch rất khó khăn, trong tay tôi chỉ còn lại 6 viên. Nếu ba vị muốn thì tôi đưa mỗi người một viên. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa lấy một lọ đan dược từ trong túi ra rồi đổ ra 3 viên đan dược. Anh vung tay, đan dược lập tức bay vèo về phía ba người kia. 3 viên đan dược lấp lánh ánh sáng màu xanh biếc. Tốc độ của Lăng Hư Tử, Diệu M Sư Thái, Phổ Ưu đạo trưởng không chậm, cả ba giơ tay bắt lấy. Khi cầm đan dược trong tay, ba người mới thật sự thấy rõ đan kinh mạch rất lợi hại. Cả ba đều là lão quái vật trong tu luyện, có thể cảm nhận được đan kinh mạch phi phàm. Sau khi cẩn thận cất đan dược đi, lão hòa thượng Vô Ưu là người đầu tiên không nhịn được lên tiếng, Dương môn chủ, không biết cậu có thể đưa tôi thêm một viên không? Lão hòa thượng Vô Ưu vừa dứt lời, Lăng Hư Tử và Diệu M Sư Thái đều nóng nảy, vội vàng phụ họa. Đan kinh mạch tốt như vậy, ai mà chẳng muốn có nhiều hơn. Dương Bách Xuyên cười khẽ, ba lão quỷ này có hứng thú thì cũng dễ giải quyết, dù sao đan kinh mạch không còn vẫn có thể luyện chế. Mấu chốt là có thể nhận được lợi ích gì từ việc này. Anh dề già nói, thưa ba vị, lúc nãy tôi cũng nói rồi đấy, linh dược cần thiết để luyện chế đan kinh mạch rất hiếm. Chỉ cần nói khách sáo như vậy thôi, không cần nói trắng ra, anh tin rằng ba lão quỷ này đều hiểu ý mình. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên nhìn ba người, chờ bọn họ bày tỏ thái độ. Lăng Hư Tử phản ứng rất nhanh, vội vàng nói với Chiêm Khánh Nhân bên cạnh, Khánh Nhân, con đến lều của ta mang Tuyết Liên Côn Luân dưới giường đất đến đây. Vâng, đệ tử đi ngay. Trước khi đi Chiêm Khánh Nhân còn hung dữ trợn mắt chừng Dương Bách Xuyên, nhưng cũng biết đan kinh mạch trong tay anh là đồ tốt. Sau khi Chiêm Khánh Nhân rời đi, Lăng Hư Tử mỉm cười nói với Dương Bách Xuyên, Dương đạo hữu, lão đạo không có linh dược gì đáng giá. Tuyết Liên Côn Luân là chí bảo trên thiên sơn ở Côn Luân chúng tôi, độc nhất vô nhị. Lần này tôi mang đến một cây tuyết liên 3.000 năm, hy vọng có ích cho việc luyện đan của Dương đạo hữu. Lăng Hư Tử nói vậy, sắc mặt lão hòa thượng Vô Ưu và Diệu M Sư Thái đều thay đổi. Hiện giờ tuyết liên Côn Luân 3.000 năm rất hiếm, lần này Lăng Hư lão đạo dốc hết vốn liếng rồi. Dương Bách Xuyên mừng thầm, tuyết liên Côn Luân hay còn gọi là tuyết liên thiên sơn. Khắp Trung Quốc chỉ trên thiên sơn ở Côn Luân mới có, trước kia anh đã nghe danh loại thiên tài địa bảo độc nhất vô nhị này. Dùng tuyết liên Côn Luân để luyện đan thì không còn gì bằng. Hơn nữa, nghe nói tuyết liên Côn Luân có tác dụng với thần hồn, vô cùng hiếm có. Dương Bách Xuyên cười tươi rói, đang định lên tiếng thì lão hòa thượng Vô Ưu lấy một chiếc hộp gấm trong áo cà sa ra rồi đặt trước mặt anh, Dương đạo hữu, lão tăng cũng thành tâm thành ý. Số đan dược còn lại nhất định phải đưa lão tăng một viên. Ông ấy vừa nói vừa mở hộp gấm ra. Tức thì trong lều lấp lánh ánh sáng ngũ sắc. Lúc này, tiểu hòa thượng Liễu Phàm ở bên cạnh thốt lên, ối, lão hòa thượng, không ngờ người. Người lại lấy chí bảo ra. Chẳng phải người nói là mất rồi ư. Lão hòa thượng, người bất công quá thể. Dương Bách Xuyên cũng hơi sửng sốt khi nghe thấy tiểu hòa thượng Liễu Phàm oán trách sư phụ Vô Ưu. Bất giác liếc nhìn chiếc hộp gấm trong tay lão hòa thượng. Sau đó anh lập tức nuốt nước miếng, hai mắt sáng lập lòe, kích động nghĩ, mấy lão quỷ này sắp phát sáng luôn rồi. Chỉ thấy trong hộp gấm có 5 gốc linh dược dạng dễ tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, trông giống hình người. Khoảnh khắc lão hòa thượng Vô Ưu mở hộp gấm ra, linh khí rồi rào tràn ra ngoài. Diệu M Sư Thái thốt lên đầy kinh ngạc, hà thủ ô sắp hóa hình. Vô Ưu hào phóng ghê. Lão hòa thượng Lôi Thôi cười hình hịch, nào có, chỉ là hà thủ ô 5.000 tuổi thôi. Lão tăng không nỡ dùng vì biết nếu dùng trực tiếp thiên tài địa bảo cấp bậc này thì phí của trời. Nếu nó nằm trong tay luyện đan sư giỏi thì có thể phát huy công dụng to lớn. Hôm nay lão tăng thấy gốc hà thủ ô này có duyên với Dương Thí Chủ.
Lão hòa thượng vô ưu vừa nói vừa đưa hộp gấm đựng hà thủ ô cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên kích động nhận hà thủ ô ông ấy đưa cho. Thật sự là anh không thể nào từ chối. Đúng như lão hòa thượng vô ưu nói, luyện chế hà thủ ô ngần ấy năm thành đan dược mới có thể phát huy tác dụng to lớn của nó, dùng trực tiếp quả là lãng phí. Trong điển tịch tu chân, hà thủ ô còn có tên khác là M. Dương Trường Sinh Đằng. Trong sách Y Trung Quốc, hà thủ ô và nhân sâm, linh chi, đều là dược liệu nổi tiếng, nhất là dược liệu trên 5.000 năm lại càng hiếm thấy trên trái đất. Đúng là linh dược chân chính được tạo nên từ tinh hoa đất trời. Thật ra truyền thuyết thần thoại về hà thủ ô không ít hơn nhân sâm, linh chi, đều là linh dược cả. Trong rất nhiều công thức luyện đan, có một loại đan dược với thành phần chủ yếu là hà thủ ô mà Dương Bách Xuyên có thể điều chế ở giai đoạn hiện tại. Vì vậy khi lão hòa thượng vô ưu lấy ra gốc hà thủ ô 5.000 năm này, anh không thể cưỡng lại được. Kiểu gì cũng phải nhận, anh vẫy tay đưa một viên đan kinh mạch cho lão hòa thượng vô ưu. Hai người đều vui vẻ. Sau đó Diệu M. Sư Thái cũng lấy ra một thứ đặt trước mặt Dương Bách Xuyên, Dương Đạo Hữu, đây là đá ngưng thần của Nga Mi chúng tôi, tuy không phải là linh dược nhưng có thể trợ giúp an thần trong lúc tu luyện, ngoài ra còn có thể nâng cao sức mạnh thần thức. Mong là xứng với đan kinh mạch của Đạo Hữu. Diệu M. Sư Thái giải thích xong, Dương Bách Xuyên vội vàng nhận hòn đá màu trắng sữa căng bóng, to bằng quả trứng bồ câu trong tay bà ấy. Anh dùng linh thức cảm nhận, lập tức mừng rơn. Quả nhiên trong viên đá nhỏ này có tinh thần lực, hơn nữa khi cầm trong tay có một luồng khí mát lạnh chui vào cơ thể, đúng là có tác dụng an thần. Đây cũng là một món bảo vật. Đúng lúc này, Chiêm Khánh Nhân đã trở lại, đưa đồ lấy được cho Lăng Hư Tử. Lăng Hư Tử mỉm cười mở hộp ra, quả nhiên là một bông tuyết liên côn luân lấp lánh. Dương Bách Xuyên nhận được ba bảo vật, mà cái giá bỏ ra chỉ là 6 viên đan kinh mạch, ba người mỗi người 2 viên. Vụ giao dịch này ai nấy đều vui vẻ. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, anh lấy được tuyết liên côn luân và hà thủ ô thì sẽ luyện chế được nhiều đan dược hơn. Còn ba người Lăng Hư Tử thì dùng đan kinh mạch có thể tăng cường kinh mạch của bản thân, đột phá cửa ải tiên thiên tầng 9 đại viên mãn. Bọn họ cũng biết đan kinh mạch của Dương Bách Xuyên không phải vật phàm, cho dù không thể đột phá cũng có thể khiến vách ngăn cảnh giới nới lỏng, dù chỉ tăng thêm một chút cũng được. Đến cấp bậc tu vi của bọn họ, đột phá cửa ải rất khó khăn, chút tác dụng nhỏ bé cũng rất quý báu. Vì vậy đổi đan dược với Dương Bách Xuyên rất đáng giá. Sau khi giao dịch xong, bốn người lần lượt tạm biệt rời đi. Việc cấp bách bây giờ là trở về dùng đan dược, phải dùng đan dược để nâng cao tu vi trước khi bí địa mở ra, như vậy có thể tăng xác suất thành công khi mạo hiểm trong bí địa. Mọi người đi rồi, rốt cuộc Dương Bách Xuyên cũng được yên tĩnh. Trong lều chỉ còn người phe mình, gồm ba con nhà thân đồ, Thiên Tuyệt, Trần Phong Tử. Dương Bách Xuyên hỏi Thiên Tuyệt, nhóm Lão Phong vẫn chưa về sao? Bẩm sư tổ, họ vẫn chưa về, hay là tôi đi tìm nhé? Thiên Tuyệt trả lời. Không cần, trời vẫn còn sớm, chờ thêm một lúc nữa vậy. Có Thu Nhi đi cùng, xảy ra chuyện thì em ấy sẽ về thông báo. Dương Bách Xuyên bảo Ngô Mặc Thu và đám Phong Thiên Nhai đi tìm ba đồ đệ. Đã sắp qua một ngày mà bọn họ vẫn chưa về khiến anh hơi lo lắng. Trong lúc hai người nói chuyện, trong lều nổi gió lạnh, là Ngô Mặc Thu xuất hiện. Có điều cô vẫn ở trạng thái ẩn thân, không lộ diện. Mấy người Phong Thiên Nhai cũng theo sau. Lão Phong có tìm được ba đứa đệ tử không nên thân của tôi không? Dương Bách Xuyên vội vàng hỏi. Bẩm môn chủ, chúng tôi đã tìm khắp sơn cốc mà không thấy tung tích của ba vị thiếu gia. Đoán chừng họ đang ở vách núi. Sơn cốc này toàn là người có cảnh giới tu vi tiên thiên tầng 4 trở lên, bên kia vách núi là nơi hoạt động của võ cổ giả ám kình và tiên thiên dưới tầng 3. Thường thì cũng có võ cổ giả tiên thiên đến bên kia hoạt động, ở đó yên tĩnh hơn bên này. Bên kia vách núi có rất nhiều trò tiêu khiển cho võ cổ giả. Hay là bây giờ chúng ta qua đó tìm ba vị thiếu gia? Không cần đâu, giờ không còn sớm, nó mọi người đã vất vả cả ngày rồi. Đi nghỉ ngơi đi, mai rồi tới xem. Chắc là ba đứa vẫn chưa đến nơi đâu. Vâng, chúng tôi xin lui. Sau đó, mấy người Phong Thiên Nhai rời đi, ba con nhà thân đồ và Thiên Tuyệt cũng ra ngoài. Bởi vì bọn họ thấy Dương Bách Xuyên lộ vẻ mệt mỏi. Nghĩ cũng đúng, hôm nay Dương Bách Xuyên nào là luyện đan, nào là đánh nhau với Miêu Mậu Thiên,
tiêu hao rất lớn. Sau khi mọi người đi hết, Dương Bách Xuyên dựa vào ghế, nói với không khí, Thu Nhi, em nói xem liệu ba thằng nhóc kia có xảy ra chuyện không? Ngô Mặc Thu không hiện thân, mà đi tới sau lưng Dương Bách Xuyên bóp vai cho anh, tiên sinh, em cảm thấy chắc là không đâu. Sao lại nói vậy, thằng nhóc độc cô hối kia là chuyên gia gây họa đấy. Dương Bách Xuyên nhắc đến đại đồ đệ là lại nhức đầu. Nhà người ta thường thì đại đồ đệ chín chắn không để sư phụ phải lo lắng, nhưng đến lượt anh thì ngược lại. Ngô Mặc Thu vừa bóp vai cho Dương Bách Xuyên vừa chậm rãi phân tích, độc cô hối là con khỉ không chịu ngồi yên, nếu cậu ấy ở một mình mà gây chuyện thì cũng không có gì lạ. Nhưng nếu có thêm một người chín chắn như Vương Tông Nhân thì khác, ít nhiều gì cũng kìm hãm một chút. Còn cả Võ Kiếm trầm tính ít nói nữa. Hai người đi với độc cô hối muốn làm gì Võ Kiếm sẽ phản đối. Vì vậy em cảm thấy có lẽ ba người họ sẽ không gây chuyện đâu. Chỉ mong là thế, anh dặn độc cô hối tìm A Nhân và Võ Kiếm đến đại hội luận đạo tiên thiên sớm, nói không chừng ba thằng nhóc thúi này đang vi vu nơi nào rồi. Tiên sinh à, ba người họ đều là trúc cơ rồi, tu vi không kém. Anh đừng lo, sẽ không sao đâu. Với chút tu vi đó của bọn họ, nếu rơi vào hoàn cảnh trong sơn cốc ngày hôm nay thì không đáng kể. Hai người trò chuyện câu được câu chăng, Dương Bách Xuyên nhắm hai mắt lại, ý thức tiến vào trong không gian bình càn khôn. Lúc nãy Ngô Mặc Thu so sánh độc cô hối với khỉ, Dương Bách Xuyên mới nhớ ra trong không gian bình càn khôn còn có ba linh thú. Lần này đi xa anh mang theo cả ba con linh thú, Trồn Hương Hương, Hầu Đậu Đậu và Vượng Tử. Không gian bình càn khôn nhận vật thể sống đi vào nên cũng tiện. Dù sao để ba con linh thú chạy lung tung ở quê cũng không phải biện pháp hay. Linh thú chung quy vẫn là linh thú, cũng cần trưởng thành giống con người. Lần này đến đại hội luận đạo, bí địa núi Trường Bạch là nơi rèn luyện tốt nhất. Đến lúc đó vào trong bí cảnh, nói không chừng thiên phú tìm bảo vật của con trồn có thể phát huy tác dụng. Do đó lúc ra ngoài Dương Bách Xuyên đã thu cả ba linh thú vào không gian bình càn khôn. Linh thú không biết nói chuyện. Chúng sẽ không tiết lộ cho người khác bí mật trên người anh có bình càn khôn. Sau khi ý thức tiến vào bình càn khôn, Dương Bách Xuyên lập tức nghe thấy tiếng gào két 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 và tiếng nước ào ào, chốc chốc còn có tiếng sủa của Vượng Tử. Anh phát hiện ba con linh thú đang ở bờ hồ gầm gừ với cá rồng. Dẫn đầu là con trồn, bên cạnh ba con linh thú có một ít xương cá. Mà trong hồ nước, cá rồng chúa không ngừng nhảy lên khỏi mặt nước, dường như rất phẫn nộ. Trên bờ, ba con linh thú nhe răng nhếch miệng với cá rồng, rõ ràng là chúng đang khiêu chiến cá rồng trong hồ. Dương Bách Xuyên nhìn thấy xương cá bên cạnh ba con linh thú, sao còn không hiểu. Nhất định là con trồn và hầu đậu đậu tham ăn đã ăn cá rồng trong hồ. Con cá rồng chúa kia không làm gì được, chỉ biết nhảy lên quẫy nước. Dương Bách Xuyên nhìn cảnh tượng này mà dở khóc dở cười. May là có một con cá rồng khổng lồ ở đây. Không thì với tính cách của con trồn và hầu đậu đậu, chắc chắn chúng sẽ ăn sạch cá rồng trong hồ. Đúng là nghiệp chướng mà. Tao con mẹ nó giữ lại cá rồng là để nuôi chứ không phải cho chúng mày ăn, muốn ăn thì tao đã ăn từ lâu rồi. Dương Bách Xuyên kêu rên trong lòng. Dương Bách Xuyên kêu rên xong liền niệm trong đầu, đưa ba con linh thú ra khỏi không gian bình càn khôn. Sau đó, anh mở mắt ra nói với Ngô Mặc Thu, Thu Nhi ra ngoài canh giữ. Đừng để người khác vào. Vâng thưa tiên sinh, Ngô Mặc Thu nhìn ba con linh thú, lại thấy sắc mặt Dương Bách Xuyên tối sầm, biết ngay là ba con linh thú đã gây họa. Ba con linh thú vừa ra ngoài lập tức kêu om sòm. Két két. Gâu gâu. Chúng nó bị Dương Bách Xuyên nhốt trong không gian bình càn khôn mấy ngày, bức bối lắm rồi. Bây giờ nhìn thấy anh, chúng lập tức kêu gào. Câm miệng. Dương Bách Xuyên đanh mặt quát ba con linh thú. Bên tai lập tức yên tĩnh. Dường như chúng biết mình đã mắc lỗi. Con trồn đảo mắt láo liên, lén lút nhìn Dương Bách Xuyên. Hầu đậu đậu cũng cảm thấy bầu không khí khác thường, âm thầm chạy ra đằng sau. Hiện giờ Vượng Tử là đàn em của con trồn và hầu đậu đậu, trí thông minh không cao bằng hai đứa kia, có thể xem là trung thực. Sau khi bị Dương Bách Xuyên quát, nó gục đầu xuống. Cá rồng trong hồ nước ở không gian bình càn khôn lớn đến bây giờ chẳng dễ dàng gì, hơn nữa đó còn là nơi gửi gắm niềm thương nhớ của Dương Bách Xuyên dành cho người cá hạ lộ. Ai dè anh sơ suất để cho ba con linh thú gây họa.
Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói với con trồn và hầu đậu đậu, hai đứa mày ngày càng to gan nhỉ. Không có sự cho phép của tao, ai cho chúng mày ăn vụng cá rồng. Dương Bách Xuyên bắt đầu khiển trách con trồn và hầu đậu đậu như răn dạy trẻ con, nhưng không trách Phượng Tử. Bởi vì anh biết kẻ nghịch ngợm quậy phá là con trồn và hầu đậu đậu, Phượng Tử là thành viên đến sau, giờ vẫn còn là đàn em của hai đứa nó. Trong ba con linh thú, con trồn là đại ca, đối tượng trọng điểm cần khiển trách chính là nó. Hiện tại con trồn và hầu đậu đậu đã có trí thông minh của đứa trẻ 10 tuổi, hoàn toàn nghe hiểu lời nói của Dương Bách Xuyên, có điều không biết nói tiếng người mà thôi. Chúng như đứa trẻ mắc lỗi, bị tên họ Dương nào đó mắng đến độ đầu gục xuống. Dương Bách Xuyên chỉ diễn đạt một ý, sau này không có sự cho phép của anh thì không được động vào bất kỳ thứ gì trong không gian bình càn khôn, nhất là cá rồng. Nghe thấy chưa, anh nhìn hầu đậu đậu và con trồn cúi thấp đầu, trầm giọng hỏi. Két két, con trồn kêu két két, gật đầu lia lịa. Két két, hầu đậu đậu cũng học theo. Sau đó, con trồn và hầu đậu đậu nhìn Vượng Tử bên cạnh rồi lại nhìn Dương Bách Xuyên, tựa như muốn nói sao anh lại mắng chúng tôi mà không mắng Vượng Tử. Két két, con trồn to gan kêu lên trách móc Dương Bách Xuyên, ý nói chủ nhân bất công. Dương Bách Xuyên bị nó chọc tức đến bật cười, mày là đồ lắm chuyện, ăn vụng cá rồng nhất định là ý của mày. Hầu đậu đậu là tòng phạm, Vượng Tử không tinh danh như mày và hầu đậu đậu. Từ giờ trở đi chúng mày ở trong lều cho tao, không được ra ngoài gây chuyện. Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tao quất chúng mày đó. Két két. Con trồn bất mãn kháng nghị, hầu đậu đậu không có gan khiêu chiến với Dương Bách Xuyên, Vượng Tử thì rất hiền lành, ngoan ngoãn nằm sấp bên cạnh Dương Bách Xuyên. Khi Dương Bách Xuyên đang dạy dỗ linh thú, bên ngoài lều đột nhiên vang lên giọng nói của Ngô Mặc Thu, ai thế? Nghe giọng thấy bất thường, Dương Bách Xuyên lập tức đi ra ngoài. Bên ngoài trăng đã lên cao. Ngô Mặc Thu từ đằng xa bay về, tiên sinh, vừa rồi có người bắn một mũi tên tới, em đi kiểm tra nhưng không phát hiện được gì, cũng không biết kẻ nào bắn. Nói xong cô đưa lá thư trên mũi tên cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhận lấy rồi nói thôi. Đối phương bắn tên thức là không muốn để cho em đuổi theo tìm thấy. Đêm hôm khuya khoắt có kẻ phóng tên, Dương Bách Xuyên cầm tờ giấy, tự dưng thấy bất an. Anh mở giấy ra đọc, tức thì toàn thân phóng ra sát ý, áo bào trên người không gió mà bay, khiến Ngô Mặc Thu ở bên cạnh giật mình. Sao vậy tiên sinh, Ngô Mặc Thu vội vàng hỏi. Đám độc cô hối bị bắt cóc, Dương Bách Xuyên nhìn bầu trời đêm, lạnh lùng cất lời. Chuyện anh lo lắng đã xảy ra. Rốt cuộc ba đồ đệ vẫn xảy ra chuyện. Trong thư viết mấy câu, Dốc Vân Vũ nằm ở 30 dặm phía đông nam bên kia vách núi. Muốn ba đồ đệ của mày bình an thì ngoan ngoãn đến đó, không được kinh động đến bất kỳ ai, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Á, Ngô Mặc Thu hoảng sợ, tiên sinh, làm sao bây giờ? Xem ra đối phương đã ủ mưu từ sớm, anh chỉ có thể đi xem sao. Dương Bách Xuyên siết chặt hai tay. Tiên sinh, em đi gọi người. Đừng đi, đối phương bắn tên chứng tỏ hắn hiểu rõ chúng ta. Trong thư nói chỉ cho phép anh đi một mình. Ba người độc cô hối đang ở trong tay đối phương, anh không dám mạo hiểm. Thế này nhé, em ẩn thân đi với anh cũng muốn xem kẻ nào ăn gan hùm mật gấu. Trong khi nói chuyện, Dương Bách Xuyên tỏa ra sát khí ngút trời. Anh quay về lều, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn mang theo ba linh thú hầu đậu đậu, con trồn và Vượng Tử. Thả ba linh thú vào bình càn khôn cũng có thể ứng phó. Sau đó, anh và Ngô Mặc Thu nhanh chóng rời đi, biến mất trong bóng tối. Mặc dù Dương Bách Xuyên vẫn chưa chắc chắn có phải đối phương bắt cóc ba đồ đệ thật không, nhưng đã bắn tên thì 89 phần 10 là thật. Trong thư nói địa điểm là Dốc Van Vụ bên kia vách núi. Tất nhiên Dương Bách Xuyên biết bên kia vách núi là chỗ lúc đến mọi người đã đi qua, còn Dốc Vân Vụ thì anh chưa từng nghe. Nhưng vị trí 30 dặm phía đông nam chắc là dễ tìm. Anh tăng tốc bay vọt đi, chẳng mấy chốc đã đến vách núi, cuối cùng đi về phía đông nam, chặng đường 30 dặm chỉ bay 10 phút là đến. Dưới ánh trăng, anh nhìn thấy một tấm bia đá ghi Dốc Vân Vụ. Có một con đường nhỏ ngoằn nghèo đi lên, Dương Bách Xuyên đi dọc theo con đường này hơn 10 phút thì tới trước vách núi dựng đứng. Trong tầm mắt cũng xuất hiện ba bóng người, chính là ba đồ đệ của anh. Hiện tại bọn họ đang bị trói,
trên người chằng chịt vết thương. Hơi thở mong manh, thoạt trông chỉ còn nửa cái mạng. Điều quan trọng là lúc này ba đồ đệ bị treo trên một cây cổ thụ bên vách núi, phía dưới là vực sâu vô tận. Vực sâu nơi này rất kỳ lạ, quanh năm nổi bão lốc không ngừng, bão lốc sinh ra ở sơn cốc dưới vách núi. Không ai biết dưới vực sâu bao nhiêu, có những gì. Dương Bách Xuyên nhìn ba đồ đệ, mắt đã đỏ ngầu. Anh muốn xông đến ngay lập tức nhưng vẫn nhịn được, kẻ địch vẫn chưa xuất hiện, anh không dám tùy tiện xông lên, chẳng may đối phương chém đứt sợi dây treo ba đồ đệ thì bọn họ sẽ rơi xuống vực sâu. Đúng lúc này, một giọng nói âm hiểm vang lên phía sau cây cổ thụ, Dương Điên, tao chờ mày đã lâu. Câu nói vừa chấm dứt, một người quen bước ra từ phía sau cây cổ thụ. Người này không phải ai khác mà chính là Miêu Long của Miêu Trại. Ban ngày sau khi Dương Bách Xuyên giết chết Miêu Mậu Thiên, tên này nhân cơ hội chạy trốn, Dương Bách Xuyên cũng mặc kệ. Nhưng không ngờ tên chó má này lại bắt ba đồ đệ của anh. Miêu Long, mày muốn làm gì? Dương Bách Xuyên gằn giọng hỏi, đồng thời đi về phía trước. Con mẹ nó, mày đứng lại cho tao, dám tiến thêm một bước thì tao lập tức cho đồ đệ của mày xuống địa ngục. Nét mặt Miêu Long điên cuồng. Trong tay lóe lên một tia sáng lạnh, một thanh đao dài xuất hiện đặt lên sợi dây treo Vương Tông Nhân. Dương Bách Xuyên run lên, lập tức dừng lại. Anh không dám đi nữa vì sợ Miêu Long chém đứt dây. Rốt cuộc mày muốn thế nào? Dương Bách Xuyên lạnh lùng hỏi. Vẻ mặt Miêu Long tràn đầy oán hận, tao muốn mày chết. Mày con mẹ nó giết ông nội tao Miêu Mậu Thiên, giết đại trưởng lão trụ cột tinh thần của Miêu Trại chúng tao. Mày có biết là mày đã hủy hoại Miêu Trại không hả? Chúng ta không đội trời chung. Miêu Long giận dữ gào to, sau đó lấy một lọ nhỏ trong ngực ra, uống lọ thuốc này đi. Dứt lời hắn ta nhìn Dương Bách Xuyên với nụ cười nham hiểm. Dương Bách Xuyên nhận lọ thuốc, nói với Ngô Mặc Thu trong lòng, Thu Nhi tìm cơ hội cứu người. Tiên sinh, Thu Nhi biết rồi. Ngô Mặc Thu đáp lời. Dương Bách Xuyên cầm lọ thuốc Miêu Long ném tới. Cũng biết đây không phải thứ tốt lành gì. Anh gằn giọng nói, thả đồ đệ của tao ra, chuyện hôm nay tao có thể bỏ qua. Bớt nói nhảm đi, uống thuốc mau. Miêu Long nổi giận, trong cơn tức giận, hắn ta đột nhiên chém vào sợi dây treo Vương Tông Nhân. Vương Tông Nhân vẫn đang hôn mê lập tức rơi xuống vực sâu. Đầu óc Dương Bách Xuyên ong ong, tức khắc trống rỗng. Sau đó anh tỉnh táo lại, gào to, A Nhân. Kế tiếp anh lại hét lên, Thu Nhi cứu người. Anh không ngờ Miêu Long thật sự chém đứt sợi dây treo Vương Tông Nhân. Ha ha ha, Miêu Long điên cuồng cười to, uống lọ thuốc này đi. Lúc này gương mặt Miêu Long rất dữ tợn, hắn ta lại đặt đao lên sợi dây treo độc cô hối. Dừng tay, mắt Dương Bách Xuyên đỏ ngầu. Anh mở nắp, không nhìn xem bên trong là thuốc gì mà rốt vào miệng luôn. Miêu Long là kẻ điên, anh không dám đánh cược. Vương Tông Nhân đã rơi xuống vực sâu, mặc dù Thu Nhi đi cứu cậu ta, nhưng sơn cốc bên dưới có bão lốc, không biết Thu Nhi có cứu được Vương Tông Nhân hay không. Sau khi uống thuốc độc Miêu Long ném tới, Dương Bách Xuyên cảm thấy trong người đau đớn bỏng rát, đầu óc choáng váng. Anh vội vàng vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, tuy có thể luyện hóa thuốc độc trong cơ thể nhưng tốc độ không nhanh. Trên trán túa mồ hôi lạnh, cơ thể bất giác run rẩy. Ha ha ha. Dương Bách Xuyên, hôm nay tao phải băm mày thành thịt nát để báo thù cho ông nội. Miêu Long xách đao bước từng bước tới. Miêu Long bước từng bước tới, tuyên bố phải băm vằm Dương Bách Xuyên thành thịt vụn. Có thể thấy tên này điên thật rồi, hắn ta căm hận Dương Bách Xuyên dữ dội. Còn Dương Bách Xuyên, sao anh lại không hận Miêu Long thấu xương kia chứ? Anh không ngờ Miêu Long lại điên đến độ bất chấp tất cả, tùy tiện khiến đồ đệ Vương Tông Nhân rơi xuống vực sâu. Coi như anh đã nhìn ra tên này thật sự muốn lấy mạng anh để báo thù cho Miêu Mậu Thiên. Hắn ta liều lĩnh bắt ba đồ đệ của mình, dùng bọn họ để uy hiếp mình uống thuốc độc. Bây giờ Miêu Long đã được như ý, thuốc độc đang phát tác trong người anh. Mặc dù chân khí trong người Dương Bách Xuyên vẫn ra sức luyện hóa thuốc độc, nhưng không khả quan. Thấy Miêu Long đi tới, Dương Bách Xuyên hơi sốt ruột. Anh chắc chắn đối phương đi tới sẽ giết mình. Nhưng anh vẫn không có cách nào. Ngô Mặc Thu đã đi cứu Vương Tông Nhân rơi xuống vực, bản thân lại bị uy hiếp buộc phải uống thuốc độc. Nếu không uống, Dương Bách Xuyên sợ Miêu Long sẽ chém đứt sợi dây treo độc cô hối và võ kiếm.
Đầu óc anh choáng váng, toàn thân bủn rủn, chỉ nhúc nhích thôi cũng thấy khó khăn. Đúng lúc này, Độc Cô Hối và võ kiếm bị treo trên vách núi cùng tỉnh lại. Hai người trông thấy Miêu Long xách đao đi về phía sư phụ, nhìn dáng vẻ của sư phụ, rồi lại nhìn sợi dây bị cắt đứt bên cạnh mà không thấy Vương Tông Nhân đâu, bọn họ lập tức hiểu ra. Vương Tông Nhân bị Miêu Long chém đứt dây rơi xuống vực, còn sư phụ chắc hẳn bị Miêu Long hãm hại. Sư phụ! Họ Miêu dừng tay. Hai mắt Độc Cô Hối và võ kiếm vằn lên tơ máu, giận dữ hét to. Miêu Long nhìn sang, dừng bước, cất tiếng cười u ám nói với Độc Cô Hối và võ kiếm, tỉnh lại đúng lúc lắm, chống mắt lên mà xem tao băm Dương Bách Xuyên thành thịt vụn. Thầy cho chúng mày đều khốn nạn, không có ai tốt lành. Dương Bách Xuyên, mày giết ông nội tao, ba đồ đệ của mày giết linh thú của tao, tất cả chúng mày đều đáng chết, đều phải xuống địa ngục. Miêu Long chửi bới với gương mặt tràn đầy oán hận. Hiện tại Dương Bách Xuyên cần nhất là thời gian, vì vậy anh vừa dùng chân khí luyện hóa thuốc độc trong cơ thể vừa mắng Miêu Long, Miêu Mậu Thiên đáng chết, cho dù hôm nay tao không giết ông ta thì ngày khác mấy tông môn lớn như Côn Luân cũng giết ông ta. Lẽ nào mày không nhìn ra điểm này? Hôm nay Lăng Hư Tử, Diệu M Sư Thái và Lão Hòa Thượng vô ưu ủng hộ tao chính là tín hiệu đấy. Mày con mẹ nó nói hưu nói vượn. Miêu Long gào thét. Có đúng hay không hẳn là trong lòng mày biết rõ. Dương Bách Xuyên cười khẩy. Miêu Long hét lên đầy điên cuồng, mày nói bậy. Đại trưởng lão nhà tao vẫn luôn là thánh thủ y đạo giới võ cổ, ai mà chẳng nể mặt, làm gì có chuyện giết ông ấy. Ha ha, Dương Bách Xuyên cười gần, thái độ của Lăng Hư Tử, Diệu M Sư Thái và Lão Hòa Thượng vô ưu ngày hôm nay đã nói lên tất cả. Tại sao không ai ngăn cản tao? Mày! Miêu Long bị chọc tức, nhất thời không nói được gì. Nhưng ngay sau đó hắn ta bỗng mỉm cười, Dương Bách Xuyên, mày muốn kéo dài thời gian phải không? Ha ha, mày tưởng tao không biết chắc, bây giờ tao tiễn thầy trò mày xuống địa ngục. Cõi lòng Dương Bách Xuyên nặng nề, rốt cuộc cũng bị tên này phát hiện. Không thể kéo dài thời gian, vậy thì anh đành phải dùng đến tuyệt chiêu. Nghe thấy lời lẽ cực kỳ ác độc của Miêu Long. Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ mũi, Diêm Vương có dám nhận tao hay không thì tao không biết, nhưng tao chắc chắn có thể trị mày. Ngông cuồng, chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng. Miêu Long cười gằn, giơ thanh đao trong tay lên chĩa về phía Dương Bách Xuyên. Lúc này, hai đồ đệ Độc Cô Hối và võ kiếm đều cuống lên. Đồ xúc sinh, thả sư phụ tao đi. Võ kiếm giận dữ hét lên. Miêu Long có giỏi thì nhằm vào tao đây này. Người ăn linh thú của mày là tao, không liên quan gì đến sư phụ tao. Độc Cô Hối gào to, cảm thấy mình đã liên lụy đến sư phụ. Tất cả là tại mình. Nếu không phải mình tham ăn, vô tình ăn mất linh thú của Miêu Long chọc giận hắn ta, thì sẽ không bị hắn ta bắt. Chắc là sư phụ điều tra được nên đến cứu bọn họ. Nhưng tình huống phức tạp, rõ ràng là sư phụ Dương Bách Xuyên bị Miêu Long hãm hại, rất có thể là nhị sư đệ Vương Tông Nhân đã bị ngộ hại. Mình và võ kiếm trở thành cá trên thớt. Số phận của thầy trò mình bị Miêu Long nắm trong tay, mình và tam sư đệ võ kiếm chỉ có thể gào thét. Độc Cô Hối vô cùng hối hận, anh ấy hận chính mình đã hại nhị sư đệ, bây giờ hại cả sư phụ. Lần đầu tiên trong đời Độc Cô Hối thấy hận bản thân, nhưng hết thảy đã muộn. Anh ấy cho rằng đây là sự trả thù của Miêu Long. Thật ra Độc Cô Hối không biết rằng cho dù không có ba người họ, Miêu Long vẫn làm như vậy. Gặp phải ba người họ chỉ là trùng hợp mà thôi. Ai bảo bọn họ là đồ đệ của Dương Bách Xuyên kia chứ? Cuộc chạm mặt của ba người Độc Cô Hối và Miêu Long hoàn toàn là tình cờ, và cũng là tất yếu. Và lại nguyên nhân đúng là do Độc Cô Hối gây ra. Thật ra ba ngày trước mấy người Độc Cô Hối đã đến núi Trường Bạch, trông thấy một con chim ưng màu đen. Kết quả là tính tham ăn trỗi dậy, Độc Cô Hối đề nghị. Ba người giết con ưng đen làm đồ nướng. Sau đó chủ nhân của ưng đen tìm đến, chính là Miêu Long. Chim ưng đen là linh thú Miêu Long nuôi từ nhỏ, hắn ta nổi giận bắt ba người Độc Cô Hối. Bắt được người rồi, Miêu Long không giết mà dẫn theo để hành hạ. Sau đó hắn ta phát hiện ba người là đồ đệ của Dương Bách Xuyên. Sau khi Dương Bách Xuyên giết Miêu Mậu Thiên, Miêu Long trút mọi oán hận lên thầy trò Dương Bách Xuyên, dẫn đến cục diện trước mắt. Chẳng qua là Dương Bách Xuyên và ba người Độc Cô Hối không biết chuyện này mà thôi.
Miêu Long đã đạt được mục đích, hôm nay hắn ta sẽ giết hết thầy trò Dương Bách Xuyên để báo thù. Hắn ta không hề có ý định tha cho ai. Đầu tiên hắn ta lợi dụng ba người Độc Cô Hối để uy hiếp Dương Bách Xuyên, sau đó đưa thuốc độc cho Dương Bách Xuyên, cuối cùng giết Dương Bách Xuyên. Đây là mục đích của Miêu Long. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 42.